Chương 11 Tô Gia Trang, đây là lý trưởng quỷ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Chẳng lẽ nói đây cũng là Tô Ngọc thiết kế? Hoàng hậu kinh ngạc nói. Không chỉ tinh thông trị quốc chi đạo, hơn nữa còn biết làm nông cụ thiết kế, toàn năng A. Tô Ngọc là ai? Phong Huyền Linh tuy rằng hắn tâm lý đã đoán được, người này chính là cho lý thế dân xuất chủ ý vị cao nhân kia, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Lý Thế Dân càng ngày càng kinh ngạc, cái này Tô Ngọc trốt cuộc là nhân vật bậc nào. Lý Thế Dân vội vàng mang theo mọi người đi tới Tô Gia Trang bên ngoài thì, bị kinh hãi. Ở nơi này là nông trường, rõ ràng là kiên cố thành trì. Tường cao hơn 20m, độ dày đánh giá 3m, kỳ quái nhất chính là, tường này tựa hồ không phải dùng làm thạch đầu thành, cũng không phải cục gạch, cũng không phải đất sét kháng. Quan âm tỳ, Ngươi lần trước cũng không có cùng trẫm nói đây thôn trang tượng cao hơn 20 m a. Hoàng hậu cười nói. Là nô tỳ sơ sót, khi thời gian chú ý nói Tô Ngọc trị quốc chi sách. Liền đem cái này quên mất. Tô Ngọc trị quốc chi sách. Quả nhiên là cái này Tô Ngọc tra quỷ mưu. Đỗ như hối là binh bộ thượng thư, lập tức chạy đến bên tường bên trên, rút ra tùy thân bội đao, muốn đào một khối xuống. Chính là mũi đao cư nhiên không đâm vào được. Tường này cực kỳ kỳ quái, rõ ràng nhìn đến giống như buồn, lại cứng rắn như đá, quái tai quái tai. Trong cửa một người vóc dáng hán tử khôi ngô đi ra, nhìn thấy đổ như hối cầm trong tay đao nhọn đục khoét nền tảng, nhất thời giận tím mặt. Từ đâu tới giả hán tử, lại dám xấu ta tô gia trang chân tường. Người này chính là tô gia trang đội trưởng an ninh lão Trần. Đỗ như hối chính là binh bộ thượng thư, nghe thấy lão Trần trách mắng, nhất thời trong tâm không vui. Bản quan thống lĩnh thiên quân vạn mã, ngươi một cái tháo giáp lính cũ lại dám gào ta? Đổ như hối là hiền quan, nhìn cũng biết lão Trần trước kia là làm lính. Hoàng hậu nương nương liền vội vàng tiến lên, cười nói: Lão Trần là ta nha, hiểu lầm hiểu lầm. Lão Trần dừng lại, nhìn hoàng hậu, nhớ tới năm ngoái mùa đông sự tình, cười ha ha nói: Nguyên lai là tôn đại nương a, à, ta tưởng là ai chứ? Đây giả hán tử là nhà ta tiên sinh kế toán hắn nhìn ngài đây thôn trang ly kỳ cho nên muốn xem thành làm bằng gì hoàng hậu tỏ ý đổ như hối lui ra phong huyền linh kéo đổ như hối lui ra cuối người gật đầu đi theo hoàng hậu nương nương đều khách khí hai người bọn họ thần tử đương nhiên phải chịu đựng cái này nha ta cũng không hiểu công tử nhà ta dạy chúng ta làm gọi thế nào xi măng lão trần thật thà mà cưới nói ông tử nhà ngươi có thể tại trong nhà." Hoàng hậu hỏi, "Ở đây, chính tại trong căn phòng ăn." "Nồi lẩu đi." Lão Trần tựa hồ có chút lúng túng. Hoàng hậu phát giác lão Trần khác thường, cười hỏi, "Chẳng lẽ là đang ăn thịt bò nồi lẩu?" Lão Trần bị nói toạc, khóe miệng co quắp trúc hai lần, cười hắc hắc nói, "Chuyện này không thể công khai." Lý Thế Dân nghe nói Tô Ngọc cư nhiên ăn thịt bò, trong tâm nổi trận lôi đình trâu cày chính là nông trường quan trọng nhất tư liệu sản xuất cày ruộng kéo xe đều muốn dựa vào ngưu quyết không cho phép cá nhân làm thịt hơn nữa nghe giọng điều này tô ngọc vẫn là phạm nhân chuyên nghiệp không sao không sao chúng ta hôm nay đi ngang qua tô gia trang nghĩ đến gặp một chút lão hữu vị này là phu quân của ta lý trưởng quỷ vị này là nhà ta quản gia phòng quản gia vị này là nhà ta tiên sinh kế toán đổ kế toán, thượng quan vân ngươi đã thấy qua. Hoàng hậu cho bọn hắn toàn bộ an thân phận. A à, nương, còn có ta. Lệ chất từ trong xe ngựa chui ra ngoài. Đây là nữ nhi của ta tiểu lệ chi. Nguyên lai là lý trưởng quỷ toàn gia, mời vào đi. Lão Trần cũng là tốt khách người, huống chi còn là quen biết. Chạy xe ngựa, đoàn người tiến vào tô gia trang. Vừa tới lối vào, Lý Thế Dân nhìn thấy A Hoàng đang ăn thịt dê, hơn nữa còn là thuần thịt, không có canh. Phong Huyền Linh cùng đổ như hối sắc mặt cơ hồ vặn vẹo. Tài ương năm vừa ra, lúc này chính là thời kỳ giáp hạt thời điểm, nơi này chó giữ cửa cư nhiên ăn thịt dê không mang theo canh. Úc! Phong Huyền Linh bụng ụt ụt gọi, nhìn đói. Hoàng hậu cùng Thượng quan Vân gặp qua. Lần, cũng chỉ thấy có lạ hay không. Thôn trang bên trong phiến an lành, một nhà trong phòng, truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách. Lão nhân gia ngồi ở dưới mái hiên tắm nắng. Lý Thế Dân bị chấn động đến. Cẩn tường tự dậy, nói rõ chi lấy hiếu để nghĩa, loan lỗ người không phụ mang ở tại con đường vậy. 70 người y phục gấm vóc ăn thịt, lê dân không đói không hàng, nhưng mà không vương giả, chưa chi có vậy. Lý Thế Dân nhìn thấy tình cảnh này, không nén nổi thuộc lòng mạnh tự tác phẩm, cảm khái tô gia trang bên trong thật là một phiến thánh vương chi tượng. Phong huyền linh khóe miệng co quắp trúc, thấp giọng nói ra. Hoàng thượng, ở nơi này là 70 người y phục gấm vóc ăn thịt, liền trong cửa cẩu đều có thể ăn thịt về không mang theo canh, hơi quá đáng. Đúng, chúng ta ngự lâm quân cơm nước không bằng một con chó. Đỗ như hối thật muốn đập đầu tự tử một cái. Lời này từ bọn hắn trong miệng nói ra, nhưng này giao đâm vào lý thế dân tâm lý hắn là hoàng đế, thiên hạ không yên, bách tính không phong túc, dĩ nhiên là trách nhiệm của hắn. Đến trước nhà mặt, xa ngựa dừng lại. Hoàng hậu ông lấy lệ chất xuống xe. Tô công tử, chúng ta lại tới làm phiền. Hoàng hậu cao hứng hô. Lúc này, Tô Ngọc Chính tại ăn thịt bò nồi lẩu. Xuân Hàng lành lạnh thời điểm, ăn thịt bò nồi lẩu đúng lúc. Tuyết cơ nghe thấy có người ngoài âm thanh, dọa sợ không nhẹ công tử không xong có người đến chúng ta cá nhân làm thịt trâu cày phải ngồi tù tô ngọc gắp một phiến thịt bò xuyến một xuyến đưa vào trong miệng sản khoái trượt khẩu vị cái gì cá nhân làm thịt trâu cày con trâu kia bởi vì cày ruộng quá mức mệt nhọc chết đột ngột ta đã làm xong văn thư hợp tình hợp lý a à? tuyết cơ biểu môi nói ra công tử ta xem văn thư có thể dùng mượn cớ đều dùng cái gì cảm nắng bị cảm chết đột ngột đấu vật, đập đầu vào tường tự sát, ăn cỏ bị nghẹn chết, bị con mũi cắn chết. Về sau không mượn được cớ rồi. Đại đường thời kỳ, ăn một đầu ngưu rất tốn sức, cần làm xong toàn bộ văn thư, chuẩn bị quan phủ kiểm tra thực hư. Vậy liền đem đủ loại mượn cớ lại lần nữa dùng một lần. Tô Ngọc nói ra. Tuyết cơ. Công tử, tôn đại nương người một nhà đến. Lão Trần đi vào nói ra. Hoàng hậu mang theo người đi vào, nhiệt nhiệt nháo nháo tô công tử chúng ta lại gặp mặt hoàng hậu mặc lộ vẻ gió xuân nụ cười chân thành nga tôn đại nương a à, ta nói một cái này mùa đông ngại đều không đến sợ không phải bận bịu làm ăn kiếm tiền đi tô ngọc mời nàng ngồi xuống tuyết cơ nhanh chóng chuyển ghế phu quân vị này chính là tô ngọc tô công tử lý thế dân lại bị kinh hãi trị quốc chi quỷ tài Cao nhân tuyệt thế, cư nhiên là một cái ngọc diện công tử, thoạt nhìn tay trói gà không chặt, hơn nữa cùng Trường An Hoàng Khố chi tử như đúc, bộ dáng, đây chính là cao nhân tuyệt thế. Phong Huyền Linh cùng đổ như hối cho rằng Tô Ngọc là tóc trắng đầu bạc lão nhân, không muốn đến lúc đó một cái không đến 20 tuổi tiểu tử chưa ráo máu đâu. Chúng ta sống hơn nửa đời người, cư nhiên không bằng một cái tiểu tử thúi. Trời ạ! À. Vị này là phu quân của ta Lý trưởng quỷ, vị này là phòng quản gia Đỗ kế toán, còn có thượng quan vân. Hoàng hậu cười nói: A nương, ta đây. Lý lệ chất nhất tay nói ra: Đây là tiểu nữ quả vải. Tô công tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hành ngộ hạnh ngộ. Lý thế dân chắp tay cười nói: Mặc kệ bề ngoài thế nào, có thể nói ra lấy công cứu tế quốc sách, người này tuyệt không phải bình thường không thể bởi vì hắn lớn lên xoái, liền phủ nhận tài năng của hắn, dạng này không công bằng. Mời đọc, truyện hài hước. Nhảy. 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 Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 12 Lưỡi cây, quan lớn không bằng chó. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lão Lý mời ngồi, Tôn Đại Nương mời ngồi. Tuyết cơ lập tức tăng thêm chén đũa. Phong Huyền Linh cùng đổ như hối đứng ở bên cạnh. Bọn hắn là thần tử, có tài đức gì dám theo hoàng đế hoàng hậu ngồi tổng cộng ăn. À, phòng quản gia, đổ kế toán, tất cả ngồi xuống nha, đừng khách khí, đủ ăn. Vừa giết một đầu ngưu, bao ăn no. Tô Ngọc cười nói. Vừa giết một đầu ngưu, Phong Huyền Linh cùng đổ như hối hận không được lập tức đem Tô Ngọc bắt lại hỏi tội. Xuân canh thời tiết, cần nhất trâu cày thời điểm, cư nhiên giết ngưu ăn thịt. Lý Thế Dân kinh ngạc, người như vậy có thể nói ra lấy công cứu tế quốc sách. Chẳng lẽ là quan âm tiền nghĩ sai rồi? Hoàng hậu lại quen việc dễ làm, sau khi ngồi xuống cầm đũa lên, gấp một phiến thịt bò, xuyến một xuyến, đặt ở Lý Thế Dân trong chén. Phu quân, tô công tử thịt bò nồi lẩu chính là tuyệt nhất, ngài nếm thử một chút. Lý Thế Dân ăn một phiến, quả nhiên, thịt bò tươi non sản khoái trượt, đặc biệt là chúng đặc thù mùi vị vị súc nổ tung vừa mới trên đường hàng khí bữa đây là vật gì ăn sau đó toàn thân ấm áp phu quân đây là trái ớt tô công tử tại đây mới có đặc sản lý lệ chất môi hoàng hậu a à, nương ta cũng muốn ăn hoàng hậu gấp một phiến đút cho lý lệ chất hí ha lý lệ chất ăn một phiến còn muốn ba vị vì sao đứng yên nha đủ ăn, đừng khách khí. Tô Ngọc nói ra. Tô công tử, hai lần đến nhà quấy rầy, chưa từng cho lễ ra mắt, hôm nay thiếp thân mang theo một thất tuấn mã đưa tiễn. Hoàng hậu cười nói. Lý Thế Dân đem tuyệt ảnh dắt lấy đến, Tô Ngọc nhìn nhìn trăng lợi các loại, nói ra. Tạm được, Lão Trần, nhận được hậu viện đi thôi. Lý Thế Dân. Tạm được. Trẫm tốt nhất ngựa, ngươi cư nhiên chỉ nói tạm được đến đây đi, ăn lẩu, ăn cơm điều quan trọng nhất. Tô Ngọc nói ra. Xã hội hiện đại công cụ giao thông gì không có, cưỡi ngựa cấn bờ mông, không thoải mái. Tuyết cơ diệt một đại địa bàn thịt bò phiến đi vào, đặt lên bàn. Lý thế dân bọn hắn chính là thật lâu chưa thấy qua nhiều như vậy thịt. Với tư cách hiền quân danh thần, bọn hắn tại đại tai chi niên cũng đều là bớt ăn, bánh mì đều muốn đẩy ra phân hai lần ăn, huống chi lớn như vậy một mâm thịt. Vì không lộ tẩy, Lý Thế Dân nói ra Phòng quản gia, đổ kế toán, tiểu vân, ngồi xuống đi Phòng huyền linh cùng đổ như hối đại hỷ Lớn như vậy một mâm thịt, tham chết Đặc biệt là nồi lẩu mùi thơm, nghe được bụng ụt ụt gọi Hai người cầm đũa lên, nhanh chóng hướng trong miệng đưa Thượng quan vân giúp đỡ hoàng hậu mang hài tử, hơi lịch sự điểm Lý Thế Dân Kinh sợ Hai người này thật không khách khí, cư nhiên cùng trẫm cướp. Lý Thế Dân thèm ăn nhỏ dãi, lấy thế mạnh như trẻ tre chi thế mạnh mẽ ăn thịt bò. Hắn cũng đã lâu không ăn thịt rồi. Hoàng hậu vừa ăn vừa uy lý lệ chất, từ từ ăn, nàng biết rõ thôn trang bên trong thịt không ăn hết, không nóng nảy. A à, nương ta nóng quá. Lý lệ chất lúc ra cửa mặt rất nhiều y phục giữ ấm, cái nhà này có lò sưởi, lại ăn trái ớt, nhất thời liền nóng lý thế dân xuất mồ hôi tráng nói ra a à, da cũng nóng cho quả vải thay quần áo thượng quan vân thay quần áo ăn xong nồi lẩu tuyết cơ diệt một mầm dưa hấu đi lên thấm vào ruột gan điềm hương vị phiêu động qua đến đây cũng là vật gì lý thế dân ba người lần đầu tiên thấy đây là dưa hấu rất ngọt phu quân nếm thử một chút hoàng hậu cầm một phiến đúc cho lý thế dân cửa vào ngọt giải ngán, nhân gian tiên phẩm. Phong huyền linh cùng đổ như hối ăn một phiến, hồ to ăn ngon. Tô công tử, hôm nay mới mở xuân, tại sao liền có trái cây? Lý Thế Dân hỏi. Đây là phòng ấm dưa hấu. Năm bốn mùa đều có. Tô Ngọc nói ra. Năm bốn mùa đều có trái cây. Phong huyền linh cùng đổ như hối bị kinh hãi. Từ đạp vào tô gia trang một khắc kia, lý thế dân bị chấn động quá nhiều đều có điểm thói quen tô công tử vừa mới chúng ta tại thôn trang ra nhìn thấy hộ nông dân dùng khúc hình cày sắt cày ruộng lão nông nói ngài chế tạo lý thế dân hỏi với tư cách quân vương hắn hiện tại quan tâm nhất chính là là cái này cổ đại xã hội lấy nông dựng nước nếu mà cày ruộng hiệu suất có thể đề cao gấp ba có nghĩa là một người có thể trồng trọt ruộng đất càng nhiều sản xuất ra lương thực càng nhiều quốc gia càng cường đại hơn Phong Huyền Linh cùng đổ như hối vẫn tai nghe. Nga, ngươi nói cái kia a, à, được kêu là lưỡi cày, chúng ta đều dùng thật lâu. Lưỡi cày từ 11 cái dùng đầu gỗ hoặc kim loại chế tạo bộ phận tạo thành, cùng trước kia cày sắt so sánh, có vài chỗ khác nhau. Đầu tiên là đem thẳng viên, dài viên đổi thành khúc viên, ngắn viên, cũng tại viên đầu gắn có thể tự do chuyển động cày địa bàn, dạng này không chỉ khiến cho cày chiếc thu nhỏ biến nhẹ, hơn nữa tiện bề quay đầu cùng rẽ ngoặt, thao tác linh hoạt, tiết kiệm nhân lực cùng súc vật kéo lúc trước muốn người một nhà xuống đất làm việc hiện tại chỉ tuyển dùng một cái sức lao động là đủ rồi lão nhân có thể an hưởng tuổi già hài tử có thể đọc sách viết chữ tô ngọc tùy ý nói ra chuyện này kỳ thực cũng không đáng giá nhắc tới vô cùng đơn giản ít nhất tại tô ngọc xem ra như thế quả nhiên là tô ngọc phát minh đây cổ đại người có học một dạng chỉ lo đọc cái gì sách thánh hiền đối với cải tiến nông nghiệp công cụ dạng này khoa học kỹ thuật sáng chế một chữ cũng không biết. Không muốn đến Tô Ngọc cái gì cũng biết. Tô Công Tử, tốt như vậy sáng chế vì sao không phổ biến rộng rãi đâu? Phong Huyền Linh hỏi. Ô kìa, nhà ta thôn trang lưỡi cày đều là công khai, nhớ bắt trước có thể cầm một cái đi, để cao năng lực sản xuất, và tăng lương thực sản lượng, đây là chuyện tốt. Chỉ có điều, hôm nay đây bách tính thói quen thẳng viên cày, không muốn thay đổi tô ngọc xác thực không có cố ý ẩn tàng lưỡi cày công nghệ sản xuất thông minh nông hộ học đại bộ phận người quá bảo thủ dù sao loại này đề cao năng lực sản xuất sự tình tô ngọc rất nguyện ý phổ biến rộng rãi đương kim hoàng thượng tưởng thưởng cày đang dệt nếu như đem đây lưỡi cày kỹ thuật dâng lên nhất định đạt được trọng dụng quan to lộc hậu dễ như trở bàn tay a à? Phong huyền linh nói ra trọng đại như vậy sáng chế lý thế dân xác thực sẽ trọng thưởng cái này không đi, nếu mà ta đem đây lưỡi cày kỹ thuật nói cho Lý Nhị, vạn. Hắn để cho ta làm tể tướng làm sao bây giờ? Ta phiền nhất làm quan rồi. Về phần quan to lộc hậu, bây giờ quan lớn cơm nước còn không bằng ta hảo đi. Tô Ngọc tựa vào lắc lắc trên ghế, lắc lư đung đưa, tuyết cơ bóp chân, thư thư phục phục. Phong huyền linh ăn quả đắng, hắn cái này trung thư lệnh cơm nước đừng nói không bằng Tô Ngọc, liền trong cửa cậu A Hoàng cũng không bằng. Lý nhị là ai? Lý Thế Dân hỏi. Chính là Lý Thế Dân nha, xếp hạng thứ hai, cho nên gọi Lý nhị. Tô Ngọc Thuận miệng nói ra. Phong Huyền Linh cùng đổ như hối trong mắt đều muốn đi ra. Gọi thẳng Hoàng Đế Tục Danh chính là Đại Bất Kính Tội, Tô Ngọc cư nhiên còn dám cho Lý Thế Dân khởi ngoại hiệu, Đại nghịch bất đạo, Đại nghịch bất đạo. Lý Thế Dân lại cười ha ha nói. Ngươi khởi cái ngoại hiệu này thật thích hợp. Tô công tử, đây lưỡi cày kỹ thuật với nước với dân đều là chuyện thật tốt, nếu mà không ngại, ta mang một cái trở về, chúng ta là thương nhân, làm xong toàn quốc bán, kỹ thuật liền phổ biến rộng rãi đi ra ngoài, hoàng thượng cũng không biết là ngươi phát minh. Ngài thấy thế nào? Lý Thế Dân cười nói, cái này lưỡi cày quá tốt, nhất thiết phải phổ biến rộng rãi. Cái chủ ý này không tệ, lão Trần, cho Lý trưởng quỷ cầm một bộ lưỡi cày qua đây còn có đem ta thiết kế đồ chỉ cho hắn. Tô Ngọc nói ra. Hành động này huệ quốc huệ dân, Tô Ngọc sẽ không keo kiệt. Phải. Lão Trần lập tức đi lấy lưỡi cày cùng bản thiết kế. Tô Công Tử, ngài cảm thấy năm ngoái mùa đông hoàng thượng trị quốc chi sách như thế nào? Lý Thế Dân muốn biết Tô Ngọc đối với mình lấy công cứu tế công tác cái nhìn. Nói đến chuyện này, Tô Ngọc đột nhiên quay đầu đối với Hoàng hậu nói ra. Tôn Đại Nương, Lý Nhị mùa đông lấy công cứu tế, có phải là ngươi hay không tiết lộ ra ngoài? Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 13 Nhận huynh đệ, để ngươi chiếm tiện nghi. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Mùa đông thời điểm, Tô Ngọc vùi ở thôn trang bên trong ăn thịt bò, chọc tuyết cơ, trải qua phú quý ước muối công tử sinh hoạt. Lão Trần đi ra bên ngoài hỏi thăm tin tức, nói lý thế dân gia hỏa này cư nhiên lấy công cứu tế, để cho trình giảo kim tìm thế gia đại tộc thu lương thực, sau đó chinh điều cơ dân trùng tu thủy lợi. Trải qua một mùa đông, cơ dân có cơm ăn, thủy lợi thiết bị cũng xây, đầu mùa xuân sau đó, đập chứa nước súc mãn thủy, đối phó xuân hạ nạn hạn hán miễn cưỡng có thể. Tô Ngọc lúc ấy kỳ quái, mình lấy công cứu tế sách lược, đại đường thời kỳ tuyệt đối không có khả năng có người thứ hai nghĩ ra được. Cho nên chỉ có thể là hoàng hậu tiết lộ. Đương nhiên, Tô Ngọc cũng không biết Tôn Đại Nương chính là hoàng hậu. Hoàng hậu kẹp thịt bò đủ ngừng giữa không trung bên trong, đại não nhanh chóng vận chuyển, lập tức nghĩ kỹ mượn cớ. Cái này, có thể là, thiếp thân lúc ấy trở lại trường An Thành, cảm thấy tô công tử nói sách lược quả thực là chưa từng có ai chính là trị quốc thượng sách cho nên đi theo hướng thương nhân tán gẫu qua ngài biết trường an thành lý đạt quan nhiều quý nhân phải là không biết vị nào đại thần trong triều nghe được liền đem chuyện này báo cho hoàng thượng hoàng hậu thật vất vả đem sự tình viên hội đến hoàng thượng cũng thiệt là êm đẹp hỏi cái này để làm gì suýt chút nữa đem ta hố tô ngọc người này thông minh tuyệt đỉnh hơi bất cẩn một chút liền sẽ lộ tẩy. Đúng, lúc ấy hoàng Tiện Nội nói đến chuyện này, chúng ta nghe rồi về sau, quả thực cảm thấy công tử thật là thiên nhân vậy. Cho nên chúng ta liền hơn nhiều nói đôi câu, chỉ sợ là bị vị nào triều thần nghe. Lý Thế Dân ha ha cười nói, vừa mới hỏi đến quá đột ngột, xác thực không ổn. Lý Thế Dân nhanh chóng lại ăn hai mảnh thịt bò an ủi. Đại Đường thời kỳ Hoàng đế xưng lão bà gọi tử đồng, tể tướng xưng lão bà gọi phu nhân, văn nhân xưng vợ, nhã sĩ gọi nắm trữ, thương nhân xưng tiện nội, anh nông dân gọi bà di. Lý Thế Dân lúc này thân phận là lương thương, cho nên xưng hoàng sau thành tiện nội. Quả thực xin lỗi, tô công tử kinh trời quốc sách bị chúng ta nói ra ngoài, để bọn hắn đại thần nhặt được tiện nghi. Hoàng hậu xin lỗi nói ra. Cái này ngược lại không quan trọng, nói ra là chuyện tốt một cọc, cứu nhiều như vậy dân chúng vô tội, năm nay nạn hạn hán cũng có thể ngăn cản. Công đức vô lượng. Tô Ngọc cười nói, Tô công tử thật là nhân tài kiệt xuất A, có thể nghĩ ra như thế kỳ sách, lại không giành công, chúng ta bội phục A. Phong huyền linh nói ra, hắn thật sự là vô pháp ức chế nội tâm khiếp sợ. Một cái niên kỷ nhẹ nhàng hoàng khố chi tử, cương nhiên có thể nghĩ ra như thế kinh trời chi sách nhưng lại không thôi này nhập sĩ giành công, thật là chưa từng không có. Khương Thái Công câu cá, tuy nói là người nguyện mắc câu, vẫn là muốn làm tướng quốc. Gia các lượng kê cao gối mà ngủ lông trung, cũng là vì chọn chủ. Cái này Tô Ngọc lại thật sự là không mạng thế sự, chỉ làm một cái phú quý công tử, thật là bội phục. Ta lão đổ sống vài chục năm, không có thật lòng bội phục qua ai, Tô Công Tử là cái thứ nhất. Đổ như hối nói ra lý thế dân cùng phòng huyền linh nghe mà nói da mặt trút trúc người này trong ngày thường nói bội phục cao minh nguyên lai đều là giả vậy tô công tử ngài cảm thấy hoàng thượng đối với ngài đây lấy công cứu tế quốc sách thi hành được như thế nào ngài cho đánh mấy phần lý thế dân dè đặt hỏi rất sợ tô ngọc lại hoài nghi gì tô ngọc gác chéo chân chậm rãi nói ra cái này hả tạm được miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn Phong Huyền Linh cùng đổ như hối sắc mặt âm u, lần này lấy công cứu tế, hoàng thượng làm phi thường xinh đẹp, đây Tô Ngọc lại còn nói vẫn tính đạt tiêu chuẩn, đây cũng quá quá phận. Lý Thế Dân thầm nói. Trẫm làm cho này một số chuyện thao toái liễu tâm, Tô Ngọc cư nhiên chỉ cho ta một cái đạt tiêu chuẩn, lẽ nào chỗ nào làm chưa tới mức. Vậy, Tô Công Tử, nếu mà hoàng thượng nghĩ đến cái ưu tú, nên làm như thế nào nha? Lý Thế Dân hỏi lần này kỳ thực chỉ cứu quan trung cùng lạc dương khu vực thanh từ chi địa u châu ký châu những chỗ này kỳ thực cũng không từng thực hành ổn định quan trung cũng chỉ ổn định ngôi vị lý nhị chắc cũng là muốn như vậy trước tiên bảo vệ ngôi vị lại nói cho nên ta nói hắn vẫn tính đạt tiêu chuẩn tô ngọc nói ra lý thế dân bị nói tới tâm phục khẩu phục hắn xác thực là như vậy cân nhắc hơn nữa hắn tạm thời cũng không lực hướng bên kia phổ biến rộng rãi thế gia đại tộc cầm giữ bên kia hắn cái này hoàng đế không quản được tô công tử nói mỗi câu đánh trúng chỗ yếu hại a à. lý thế dân cảm thán tô ngọc cười nói ta thuận miệng nói bậy mà thôi nào có cái gì đánh trúng chỗ yếu hại không 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 tô công tử nói cùng kia lý nhị suy nghĩ giống nhau như đúc lý thế dân nói ra hoàng hậu cười thầm Hoàng thượng thiệt là bị Tô Ngọc mang lệch, nói đến Lý nhị hai chữ như thế thuận miệng. Tô Ngọc cười nói, Lý trưởng quỷ rõ ràng như vậy, Hoàng thượng nói cái gì, chẳng lẽ là người chính là Hoàng đế? Lý Thế Dân kinh sợ, lẽ nào Tô Ngọc đoán được thân phận của mình? Không lẽ a, à, ta ngụy trang không có chút nào kẻ hở mới đúng? Tuyết Cơ đang cho Tô Ngọc bóp chân, thấp giọng nói ra, công tử, ngươi lại bắt đầu nói bậy, đây là đại nghịch bất đạo. Tội mưu phản Đại đường thời kỳ, nói một người khác là hoàng đế, đây chính là trắng trận mưu phản Phong huyền linh cùng đổ như hối im lặng vô ngôn Nếu người này không phải Tô Ngọc, tiền cảm hậu tấu Không nói cái này, cẩn thận bị lý nhị nghe thấy, chúng ta cùng nhau bên dưới thiên lao Tô Ngọc cười ha ha nói Hoàng hậu phốc suy cười nói Tô công tử, bên dưới thiên lao loại chuyện này, ngươi lại còn nói giống như tự như chơi Lý Lệ Chất nói ra. A à, nương, đại ca ca nói không sai nha. Thượng quan vân sợ Lý Lệ Chất nói lộ ra miệng, nhanh chóng cho nàng ăn dưa hấu. Lão Trần cầm một vò rượu qua đây, đặt lên bàn. Đến, mời các vị uống vài chén, đi đi xuân hàng. Tô Ngọc cười nói. Rượu từ trong vò đổ ra, mùi rượu xông vào mũi. Đổ như hối tham rượu, lập tức bưng lên ngửi một cái, hớp một ngùng. Tắm tắt đây là say đường nha. Nguyên lai like đây trường An Thành bán được rượu ngon nhất, là ngươi sinh sản nha. Đúng, trong lúc rảnh rỗi, cất rồi một ít rượu, uống không hết lấy được trường An Thành bán một chút. Tô Ngọc cười nói. Lý Thế Dân nghe nói là say đường, lập tức uống nửa bát. Hí. Hà. Thống khoái. Trưởng Tôn Hoàng Hậu cũng uống điểm, khen không thôi. Phong Huyền Linh cũng là một cái vào rượu, Uống một bát, cảm giác chưa thỏa mãn, dơ một cái chén, cho lão Trần ném đi ánh mắt mong chờ. Lão Trần không nỡ bỏ, một vào rượu này, lấy được Trường An Thành, có thể bán 500 trăm quan đồng tiền. Lão Trần, ta đều cầm chén bưng lên rồi, ngươi hảo ý nghĩ không cho ta sao? Phong Huyền Linh ai oán nói. Lão Trần da mặt trút trút, người quản gia này, làm sao bậc này vô liêm sĩ, buộc ta muốn uống rượu. Bất đắc dĩ lão trần thêm đạo thứ hai rượu. Bất tri bất giác, uống một vò rượu. Rượu này mạnh cực kỳ, là tô ngọc mình làm chân cất độ cao rượu, đại đường thời kỳ những người khác sẽ không lý thế dân rượu say tai nóng, kéo tô ngọc nói ra. Huynh đệ, hỏi ngươi chuyện này, ngươi được đúng sự thật nói cho ta. Phong huyền linh cùng đổ như hối kinh ngạc. Hoàng thượng nhận tô ngọc làm hoàng đệ. Trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu than thở cười hoàng thượng lần đầu tiên uống tới như vậy lão lý đừng khách khí ngươi so sánh ta lớn tuổi nhận ngươi làm đại ca cũng được để ngươi chiếm chút tiện nghi tô ngọc cười nói lời này đem phòng huyền linh cùng đổ như hối chọc giận gần chết cái gì gọi là cũng được cái gì gọi là để ngươi chiếm chút tiện nghi một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 14 Lặng lẽ nói, La Nghệ muốn tạo phản. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Huynh đệ, ngươi nói, nếu mà ngươi là hoàng đế, ngươi biết làm sao đối phó đột quyết. Đánh hay là không đánh? Lý Thế Dân cùng Tô Ngọc Câu Kiên đáp bối, tựa vào lắc lắc trên ghế. Hoàng hậu lập tức đứng dậy, cho Lý Thế Dân phủ thêm một bộ quần áo, tuy rằng trong căn phòng nóng hổi, nhưng mà cũng sợ hắn cảm lạnh. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Thế Dân tình cảm cực tốt. "Lão Lý a, ngươi nói chuyện cũng nhẹ nhàng a, nếu mà ta là hoàng đế, đây chính là muốn chém đầu." Tô Ngọc cười nói. Vừa mới mình nói lão Lý là hoàng đế, hiện tại sẽ trả đã trở về, nói Tô Ngọc là hoàng đế. "Không gì, ra ta miệng, vào ngươi tai." không có ai biết rõ. Lý Thế Dân mặt đỏ cười nói. Rượu này sức mạnh thật lớn, Lý Thế Dân say chuyến choáng, phòng huyền linh cùng đổ như hối cũng ngà say. Lão Lý, vậy ngươi nói, đây đột quyết đánh, hay là không đánh? Tô Ngọc hỏi. Lý Thế Dân lắc đầu, nói ra. Hôm nay trong triều chia làm hai phái, lấy Lý Tĩnh, từ thế tích dẫn đầu chủ chiến phái, cho rằng đại đường cùng đột quyết nhất định có nhất chiến, cho nên phải đánh mà lấy thế gia đại tộc dẫn đầu đại thần, lại cho rằng Thảo Nguyên Du một kỵ binh tinh nhuệ, tới lui như gió, đại đường ta quân đội không phải là đối thủ, cho nên hẳn cầu hòa. Tô Ngọc kỳ quái, hỏi. Lão Lý, đây đối với triệu chính quen thuộc như vậy, không giống như là phổ thông thương nhân a. À? Đây hỏi lại, Lý Thế Dân người đổ mồ hôi lạnh đến. Suýt chút nữa lộ tẩy. Hoàng hậu não đường về điên cùng vận chuyển. Tô công tử, là như vậy, chúng ta làm lương thực sinh ý, lớn nhất tờ danh sách chính là quân lương. Chúng ta dựa vào triều đình mua bán ăn cơm, đối với triều cục thế nào, dĩ nhiên là thuộc như lòng bàn tay, bằng không làm gì sinh ý đi. Đại đường nếu mà cùng đột quyết khai chiến, cần nhất cân nhắc đúng là lương thực, ngài nói chúng ta có thể không quan tâm sao. Hoàng hậu vẫn là thông minh, tiền căn hậu quả giải thích rất rõ ràng rõ ràng. Lý Thế Dân lập tức phụ họa nói. Đúng, đúng là như vậy. Tô công tử, không, hiền đệ a, à, ngươi nói một chút đây Lý nhị có thể hay không cùng Đột Quyết khai chiến? Tô Ngọc cười hắc hắc nói, Đại Đường đối với Đột Quyết nhất định có nhất chiến, hơn nữa tất thắng. Lời vừa nói ra, Lý Thế Dân mừng rỡ, Phong Huyền Linh cùng đổ như hối chính là khiếp sợ không thôi. Đại Đường cùng Đột Quyết sẽ có nhất chiến, cái này không ly kỳ. Nhưng mà Tô Ngọc nói Đại Đường tất thắng, đây cũng rất kinh người từ trước mắt lại nói, đại đường vừa mới trải qua huyền vũ môn biến hóa, triều cục bất ổn. Vả lại, năm ngoái thủy hạng tương liên, mùa đông lại là tuyết tai, dân sinh kiệt sức, lúc này cùng đột quyết khai chiến, làm sao có thể tất thắng. Cái gia hỏa này quả nhiên là có tiếng không có miếng. Từ chính bọn hắn lại nói, bọn hắn không quá nguyện ý khai chiến. Đỗ như hối mặc dù là binh bộ thượng thư, nhưng mà cảm thấy đại đường binh lực lúc này không bằng đột quyết, nếu như khai chiến thua không nghi ngờ hiền đệ lời này nói như thế nào lý thế dân vội hỏi chuyện này rất đơn giản năm trước chính là võ đức chín năm hiệt lợi binh lâm vị thủy đó là bởi vì lúc ấy lý nhị bận bịu làm sự tình bên ngoài lòng quân bất ổn cho nên để cho đột quyết chui chỗ sơ hở trải qua năm ngoái lấy công cứu tế lý nhị đã nắm trong tay triều cục ít nhất quan trung khu vực bị vững vàng khống chế phải biết Quan Trung chính là đế vương chi vốn, nắm trong tay Quan Trung chính là nắm trong tay thiên hạ. Năm đó, Tần Quốc dùng cái này tranh đoạt thiên hạ, Lưu Bang dùng cái này xưng đế. Cho nên nói, đại đường triều cục đã vững chắc, hiệt lợi lại nghĩ tập kích đến vị thủy bên trên, uy hiếp trường an thành, đây đã là không thể nào. Phong huyền linh cùng đổ như hối lặng lặng nghe, không nén nổi gật đầu nói phải. Vị thủy chi minh xác thực là một cái bất ngờ, lúc ấy mã ấp tướng quân lâm trận chạy trốn cho nên mới dẫn đến hiệt lợi đánh thẳng một mạch vào trường an thành bên dưới mà trong thành trường an bởi vì huyền vũ môn biến hóa trong lúc vội vàng vô lực nghênh chiến thế nhưng ngài nói như vậy cũng chỉ nói là đột quyết vô pháp đánh vào trường an thành bên dưới cũng không thể nói rõ triều ta cùng đột quyết khai chiến tất thắng phong huyền linh nói ra đúng tô công tử như thế nào là triều ta tất thắng Lý Thế Dân hỏi. Đây mới là hắn quan tâm nhất. Hắc hắc, chuyện này kỳ thực cũng đơn giản, vì sao? Tô Ngọc cười nói. Đúng vậy, vì sao? Lý Thế Dân muốn biết. Cái này hả, lần sau sẽ nói cho ngươi biết, bất quá, trước tiên nói với các ngươi một cái càng khẩn yếu hơn sự tình. Tô Ngọc hì hì cười nói. Tuyết cơ ngã một chén nhỏ rượu, đưa cho Tô Ngọc chuyện gì có thể so sánh chiến thắng đột quyết càng khẩn yếu hơn? Lý Thế Dân không hiểu. Tô Ngọc uống rượu xong, đứng dậy, nói khẽ với Lý Thế Dân nói ra. La Nghệ muốn tạo phản. Loãng xoảng. Lý Thế Dân đôi đũa trong tay rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người đều kinh hãi, ngoại trừ lão trần cùng tuyết cơ. Bọn hắn thấy thường xuyên, Tô Ngọc đối nhân xử thế luôn là kinh người, thành thói quen lão Trần nhìn đến trống rỗng cái vò rượu, đau lòng 500 quan đồng tiền. Tuyết cơ chính là thay Tô Ngọc sửa sang lại y phục, đối với người nào tạo phản không quan tâm chút nào, nàng chỉ quan tâm chủ nhân của mình trải qua có được hay không. Nhưng mà... Lý Thế Dân, trưởng Tôn Hoàng Hậu, Phòng Huyền Linh cùng đổ như hối, bọn hắn đã bị khiếp sợ ngay người như phỏng. La Nghệ muốn ngược lại. Tô Công Tử, lời này cũng không thể nói lung tung đổ như hối khiếp sợ. La nghệ, tùy mạc đường sơ tướng lĩnh, tùy triều tả giám môn tướng quân La Vinh Chi Tử, nhiều lần chiến công, bái hộ bí lang tướng, trú đóng trác quận, tự lĩnh U Châu Tổng quản. Võ Đức Ba Năm, phụng bề ngoài quy thuận đại đường, ban cho họ Lý, dự thuộc tông thất, phong làm yến quận vương. Lý Thế Dân huyền vũ môn biến hóa đăng cơ sau đó, vì trấn an an ủi săn sóc ổn định la nghệ, bái khai phủ mấy cùng tam ti, vị so sánh tam công. Không phải Lý Thế Dân yêu thích cái này hàng, mà là La Nghệ U Châu binh quá độc ác. Mình lại lợi hại. Cho nên chỉ có thể trấn an, không dám đắc tội. Lý Thế Dân đưa hắn khai phủ mấy cùng tam ti, chính là phi thường cao vinh dự rồi, hơn nữa ngầm thừa nhận đem U Châu cho hắn. Tương đương với một phương chư hầu trên thực tế phong vương. La Nghệ tuyệt đối không có tạo phản lý do. La Nghệ không thể nào ngược lại đương kim hoàng thượng đối với hắn ân dày có thừa tuyệt đối không thể tạo phản hoàng hậu kiên quyết nói ra tô ngọc nằm lại lắc lắc ghế cười nói không phải la nghệ không thể nào tạo phản mà là đương kim hoàng đế không dám thừa nhận hắn sẽ tạo phản các ngươi suy nghĩ một chút thiên hạ binh mã chỗ nào tối cường đương nhiên là u châu binh bọn họ và đột quyết gần đây thời gian dài cùng đột quyết tác chiến la nghệ dưới trướng yến vân thập bát kỵ đó là tung hoành thiên hạ tinh nhuệ, đã từng thâm nhập đột quyết nội địa, trảm sát vô số. Nếu mà hắn tạo phản, thiên hạ này có phải hay không họ lý, còn chưa nhất định. Tô Ngọc nói đơn giản dễ dàng, nhưng mà lý thế dân nghe vào trong tai, chấn điếc phản hồi. Phong huyền linh tay đang run rẩy. Thế nhưng, hoàng thượng đối với hắn tốt như vậy, hắn vì sao phải ngược lại? Lý Thế Dân hỏi. Tô Ngọc cười nói, Hắn cùng Lý Nhị quan hệ không tốt, Lý Nhị sứ giả đã từng đã đến la nghệ quân doanh, bị làm nhục. Hôm nay Lý Nhị làm hoàng đế, hắn khẳng định không yên lòng. Đây là nguyên nhân thứ nhất. Lý Thế Dân cùng Hoàng hậu trận mắt hốc mồm, bọn hắn đã từng phái sứ giả đi qua, lúc ấy la nghệ ngã về phía Lý Kiến Thành nhất đảng. Lý Thế Dân nhớ lôi kéo la nghệ, nhưng mà bị chửi mắng ngừng lại, hơn nữa để cho sứ giả ăn cỏ. Chuyện này phi thường bí ẩn chỉ có Lý Thế Dân cùng Hoàng hậu biết rõ, cái này Tô Ngọc, hắn làm sao biết? Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 15 Không tin, hiền đệ không đáng tin cậy. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Kỳ thực Lý Nhị cũng biết La Nghệ người này không đáng tin, nhưng mà hắn không dám đắc tội. Vừa đạt được thiên hạ, nếu mà lúc này La Nghệ tạo phản, vậy liền xong đời. Căn bản không có binh lực diệt phản loạn. Trí mạng nhất là, vạn nhất La Nghệ cùng đột quyết cấu kết, từ U Châu tấn công Trung Nguyên, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, Tô Ngọc nói La Nghệ muốn tạo phản thời điểm, Lý Thế Dân tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng còn có thể lý giải. Chỉ là, ban đầu sứ giả bị nhục nhã sự tình chỉ có sứ giả cùng lý thế dân hoàng hậu biết rõ dù sao lôi kéo la nghệ loài chuyện này nhất thiết phải làm bí ẩn tuyệt không chuyện này a à, la nghệ cùng hoàng thượng quan hệ rất tốt phong huyền linh nói ra phong quản gia làm sao ngươi biết lý nhị cùng la nghệ lão nhi quan hệ tốt không tốt tô ngọc liếc mắt cười nói phong huyền linh sững sờ nhanh chóng giải thích ta tuy rằng không tại triều đường, nhưng cũng thường xuyên nghe người khác nói khởi, nói đường kim thánh thượng cùng la nghệ quan hệ rất tốt. Đăng cơ sau đó, lập tức liền cho hắn đem danh lợi mua chuộc lòng người, thật to được a. À. Phong huyền linh xác thực cho là như thế, hắn không biết lý thế dân kỳ thực cùng la nghệ có đụng chạm. Phong huyền linh là lý thế dân tâm phúc, có thể vua tôi giữa, ai có thể nói không có bí mật chứ. Lại lui về phía sau, phong huyền linh còn tạo phản đi. Lý nhị cùng La Nghệ quan hệ là một mặt, còn có một cái nguyên nhân khác, La Nghệ người này mê tín, ta tính một chút thời gian a. À. Tô Ngọc bấm ngón tay tính thời gian, một bộ cao thâm khó lường bộ dáng. Ngày hôm nay, giờ Mão, có một tể âm họ Lý nữ nhân, được xưng có thể thông quỷ thần, có thể trị bách bệnh, nàng đối với La Nghệ bà di nói: "Vương phi tướng mạo tôn quý, sẽ trở thành quốc mẫu." La Nghệ cũng tin rồi, cảm giác mình có thể làm hoàng đế cho nên ta nói cho các ngươi biết qua mấy ngày la nghệ liền muốn tạo phản la nghệ lão bà là vương phi vốn không nên gọi bà di nhưng mà tô ngọc không quan tâm tùy tiện gọi lý thế dân kinh nghi cái này tể âm bà đồng xác thực tồn tại hơn nữa lý thế dân phát động huyền vũ môn biến hóa thời điểm còn triệu kiến qua nàng lúc đó cái kia bà đồng nói lý thế dân có thể làm hoàng đế nhưng mà tô công tử Ngài đây thì không đúng, đem chúng ta làm con nít ba tuổi đùa giỡn, chúng ta không uống say. Cái này bà đồng hôm nay giờ mão vào La Nghệ Vương Phủ, cùng hắn bà Di nói chuyện. La Nghệ tại U Châu, ngài tại tại đây liền biết rồi, chẳng lẽ là ngài có thiên lý nhãn thuận phong nhỉ? Đỗ Như Hối nói ra. Đỗ Như Hối mới vừa bị Tô Ngọc dọa sợ không nhẹ, nhưng là bây giờ nghe thấy hắn nói như vậy, đột nhiên cảm thấy là đùa giỡn. Rượu này số độ quá cao, Tô Ngọc mình uống say. Đúng vậy, Trường An đến U Châu, người chiến cũng muốn ba ngày, dùng bồ câu đưa tin hai ngày, nàng giờ mão nói chuyện, ngài hiện tại giờ tỷ cũng biết. Phong Huyền Linh cười ha ha. Lý Nhị nhặt lên trên mặt đất đũa, thở phào nhẹ nhõm. Hiền đệ, ngươi suýt nữa đem gan của ta hù dọa phá. Hoàng hậu cũng thở phào nhẹ nhõm, cái này Tô Ngọc cũng có đùa dẫn thời điểm. Hù chết. Tô Ngọc hỏi lão lý la nghệ tạo phản thiên hạ đánh trận ngươi vừa vặn có thể bán lương thực a à, ngươi cấp bách cái gì lý thế dân lại bị đã hỏi tới đây lương thực của chúng ta vừa mới bán xong năm nay lương thực không có tích trữ vạn nhất thật đánh nhau trên tay chúng ta không có lương thực há chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội làm ăn hoàng hậu vội vàng giải thích đúng đúng là như vậy lý thế dân cho hoàng hậu một cái ánh mắt hoàng hậu làm trông rất đẹp, giải thích thiên y vô phùng. Tô Ngọc cười nói. Không sao không sao, la nghệ tạo phản không đến được trường an thành, nửa đường mình đã chết rồi. Cho nên sẽ không đánh ý vào, cũng không cần tích trữ lương thực, không có gì cơ hội làm ăn đáng nói. Lý Thế Dân cười ha ha nói. Hiền đệ, ngươi thật là lợi hại, ngươi không gần như chỉ ở ngoài ngàn dặm tính ra la nghệ muốn ngược lại, ngươi vẫn tính ra la nghệ về sau phải chết, ha 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 hoàng hậu phốc suy cười to tô công tử nga không nên gọi tô hiền đệ hiền đệ ngươi cái miệng này a à, đừng để cho la nghệ nghe thấy nếu không sẽ tức chết tô ngọc lắc đầu các ngươi a à, chính là không tin ta phong huyền linh cùng đổ như hối lắc đầu cảm thấy cái này tô ngọc thật là quái người có thể đề xuất lấy công cứu tế quỷ mưu có thể thiết kế ra lưỡi cày dạng này nông cụ rõ ràng là cái kỳ tài vì sao hết lần này tới lần khác lại là như thế không đáng tin cậy cái gì la nghề tạo phản nửa đường mình chết rồi này cũng biên bại ra được hiền đệ hôm nay không nói những thứ khác uống rượu đi ngươi rượu này thật là đã ghiền có thể hay không lý thế dân biết rõ rượu này đắt hắn đã từng phái người mua sắm qua rượu gặp tri kỹ ngàn chén còn ít lão trần cầm năm vào rượu đi ra hôm nay không say không về lão trần khóe miệng co quắp trúc năm năm vò đây chính là năm năm hai mươi lăm hai nghìn năm trăm quan đồng tiền a khi đến khách nhân mặt lão trần không thể thất lạc tô ngọc mặt mũi được rồi lão trần dời năm vò rượu đi ra đổ như hối uống trọn vẹn thịt bò đầy đủ lý thế dân mở mắt lần nữa thời điểm nằm ở thái cực điện hậu môn hoàng hậu ở bên cạnh dạy lý lệ chất đọc sách học chữ lý thế dân lên nói ra trẫm khác cung nữ mặt ngọc hô. Hoàng thượng tỉnh, thủy, nhanh cầm thủy. Hoàng hậu nâng một chén trà, cho Lý Thế Dân uống. Lý lệ chất trợn mắt nhìn mắt to, hi hi cười nói. a à da, người say, còn nói rất nhiều nói. Lý Thế Dân kinh ngạc, vội vàng hỏi. Quan âm tỳ, ta không có nói lỡ miệng đi. Rượu này sau đó hồ ngôn loạn ngữ, vạn nhất thói quen mà đến một câu trẫm thế nào há chẳng phải là lộ tẩy. Hoàng hậu cười nói. Nhiều lần suýt chút nữa nói lộ ra rồi, cũng may nô tỳ giúp đỡ đến che giấu được. Bất quá, Tô Ngọc cũng say, liền tính nói, hắn cũng chưa chắc nhớ được. Lý Thế Dân lúc này mới yên tâm. Từng ực ưng ực uống hai bát lớn trà, lúc này mới tỉnh lại. Tựa vào đầu giường, Lý Thế Dân nhớ ngày đó tình cảnh. Cao hai, ba mét thôn trang, chó giữ cửa ăn thịt dê, lưỡi cây, còn có la nghệ tạo phản. Lý Thế Dân lắc đầu cười một tiếng. Cái này Tô Ngọc cũng có không đáng tin thời điểm. Thật là không đáng tin cậy, la nghệ êm đẹp, tại sao muốn ngược lại? Hơn nữa, còn có thể thiên lý nhãn thuận phong nhĩ. Đúng rồi, lưỡi cày mang về chưa? Lý Thế Dân hỏi. Tô Ngọc thiết kế lưỡi cày thật là thứ tốt, có thể đề cao gấp 3 năng lực sản xuất, đây là lợi nước chi vốn. Mang theo nô tỳ đặc biệt cầm một tấm lưỡi cày trở về, còn có thiết kế đồ chỉ, đã cho công bộ thị lan từ thịnh bắt trước, đánh giá đã làm thành không ít. Hoàng hậu nói ra, ngày kia uống nhiều, còn cùng Tô Ngọc mượn một chiếc xe ngựa, đem ba cái tử quỷ kéo về trường An Thành. Hoàng hậu mình và Lý Lệ Chất ngồi một chiếc xe, cầm lấy lưỡi cày bộ phận, còn có đồ họa. Sau khi trở lại, hoàng hậu lập tức liền cho công bộ, nàng là tại đức sáng suốt hoàng hậu, biết rõ cái gì điều quan trọng nhất. Vậy là tốt rồi, trẫm đi xem một chút làm thế nào. Mặt Ngọc cùng Cao Công Công cùng nhau hầu hạ Lý Thế Dân mặc quần áo, phủ thêm phi phong, lúc này xuân hàng, dễ dàng cảm lạnh. Hoàng hậu đứng dậy, ho khang hai tiếng. Quan âm tỳ lại bắt đầu ho khang. Lý Thế Dân ân cần hỏi. Lần trước vốn là bởi vì ho khang mới đi, lại bị Lý Thế Dân càng quấy, quên cùng tô ngọc nghe ngóng xuống bệnh tình của mình nói lần trước hoàng hậu không dài thọ lần này lại không hỏi lần sau hỏi lại đi không ngại chuyện chúng ta đi công bộ xem một chút đi hoàng hậu ông lấy lý lệ chất cùng lý thế dân đi công bộ một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 16 Bẩm Hoàng Thượng, La Nghệ Thật Phản Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Lý Thế Dân cùng Hoàng Hậu, ông lấy bảo bối lý lệ chất, hướng công bộ đi. Bước vào công bộ, nơi này là đại đường công nghệ cao trung tâm, tất cả đại đường tân tiến nhất đồ vật đều ở chỗ này nghiên cứu chế tạo đại đường mạch đao tối cường nỏ cơ đều ở chỗ này sáng chế một đám người giỏi tay nghề đang nghiên cứu luyện sắt lò nung đốt ra ngọn lửa hừng hực cao công công bước vào công bộ hô to một tiếng hoàng thượng giá lâm công bộ quan viên vội vàng qua đây nghênh giá công bộ thị lan từ thịnh bái kiến ngô hoàng vạn tuế bái kiến hoàng hậu nương nương thiên tuế gặp qua công chúa công bộ thị lan từ thịnh là một người có mái tóc hoa trăm lão đầu tại công bộ xem như cao cấp kỹ thuật nhân tài từ thị lan đứng lên đi không cần đa lễ như vậy lý thế dân cười nói cái này từ thịnh ngày thường cần cù chăm chỉ lý thế dân đối với hắn rất là tôn trọng đặc biệt là kỹ thuật của hắn có thể nói thiên hạ đệ nhất phức tạp nhất nấu sắc kỹ thuật rèn luyện kỹ thuật nỏ cơ chế tạo còn có nông cụ sinh sản đại đường khoa học kỹ thuật cơ hồ bị một mình hắn bọc vi thần không dám từ thịnh rất khiêm tốn. Lý lệ chất đến công bộ, cảm thấy thú vị, mặt ngọc dẫn nàng đi chơi. Từ thị lan, ta mấy ngày trước đây mang về lưỡi cày, ngươi có thể làm được rồi. Hoàng hậu hỏi. Từ thị lan liền vội vàng trả lời. Đã làm hơn 5.000 tấm lưỡi cày, công bộ hôm nay ngoại trừ binh khí, cái khác toàn bộ dùng để sinh sản lưỡi cày, đây lưỡi cày thiết kế thật là vô cùng khéo léo, thật là tinh diệu lão thần thật là bội phục đầu rạp xuống đất a à, hoàng hậu nương nương tin tư diệu nhớ ta không chờ được nữa a à. từ thị lan nhìn thấy lưỡi cày cùng thiết kế đồ chỉ thời điểm phi thường khiếp sợ thẳng viên cày dùng hơn ngàn năm cư nhiên thật không ngờ thay đổi đặc biệt là mình đối với nông cụ nghiên cứu cả đời lại không có nghĩ ra thiết kế như vậy ở nơi này là bản cung thiết kế là một cái công tử hắn tạo ra rồi cái này lưỡi cày hơn nữa hắn thôn trang bên trong đã dùng hết đến mấy năm rồi hoàng hậu nói ra từ thị lan kinh ngạc thì đã dùng đến mấy năm rồi không chỉ cái này lưỡi cày thiết kế khéo léo hắn thiết kế đồ chỉ càng là tinh diệu chỉ là vi thần có rất nhiều địa phương nhìn không hiểu từ thịnh nói ra nhìn không hiểu từ thị lan tại công bộ làm hơn nửa đời người còn có từ thị lan nhìn không hiểu đồ họa lý thế dân kinh ngạc đại đường người giỏi tay nghề, không nói toàn bộ, hơn phân nửa là từ thị Lan thiết kế hoặc cải tiến. Hắn vẽ ra thiết kế đồ chỉ đếm không hết, tuy nhiên có hắn nhìn không hiểu. Từ thị lan từ trong tay áo lấy ra, mở ra, chỉ đến phía trên câu cổ định luật, độ công tính toán, chữ số Ả Rập cùng tam giác ký hiệu cos, tửng. Hoàng thường, những ký hiệu này là ý gì? Vi thần không hiểu A. À? Lý Thế Dân mộng bức. Hoa tàu, trẫm cũng chưa từng thấy qua hoàng hậu cười nói bản cung cầm về thời điểm nhìn một chút thật không hiểu vốn tưởng rằng từ thị lan có thể xem hiểu không muốn đến cũng như nhau nhìn không hiểu lý thế dân hỏi vậy từ thị lan nhìn không hiểu đây thiết kế đồ chỉ như vậy là thế nào thiết kế chế ra lưỡi cày công cụ dĩ nhiên là dựa theo đồ họa thiết kế nếu như ngay cả đồ họa đều nhìn không hiểu vậy làm sao làm được từ thị lan lúng túng nói ra. Không sợ hoàng thượng chê cười, vi thần là xem mèo vẽ hổ, liền dùng hoàng hậu nương nương mang về sao chép. Đây. Không tệ, rất tốt, có thể làm ra đến là được, tốt dùng không? Lý Thế Dân nói ra. Có thể sử dụng, rất tiện dụng, bên ngoài khảo nghiệm qua, đã miễn phí chia xung quanh nông hộ sử dụng. Từ thị lan nói ra. Lý Thế Dân vì xúc tiến sinh sản, đối với không mua nổi nông cụ nông dân trực tiếp biếu tặng công cụ sản xuất từ thị lan làm rất không tồi lý thế dân nói ra bất kể là ngựa là lừa có thể kéo mài là được hoàng thượng hoàng thượng công bộ ngoài cửa đột nhiên huyên náo trưởng tôn vô kỵ thở hồng học chạy vào thân thể của hắn khổng lồ chạy tốn sức triệu quốc công chuyện gì hốt hoảng như vậy lý thế dân nhìn hắn một người đại mập mạp chạy bộ cảm giác thật có ý tứ huynh trưởng có chuyện từ từ nói gấp thành dạng này hoàng hậu nói ra u u châu trưởng tôn vô kỵ không nói ra được quá gấp lý thế dân nghe thấy u châu hai chữ tâm lý thịt thịt một hồi thầm kêu không tốt binh bộ thượng thư đỗ như hối chạy vào nói ra hoàng thượng đại sự không ổn la nghệ phản lý thế dân nghe nói la nghệ phản ngay người như phỏng tô ngọc không có nói đùa la nghệ thật phản hoàng hậu hoảng sợ miệng không thể chọn kinh ngạc mà đứng ở nơi đó phản hắn thật phản lý thế dân lặp lại nói khiến cho trưởng tôn vô kỵ mặt đầy mộng bức thật phản lẽ nào hoàng thượng biết rõ la nghệ muốn ngược lại tình huống gì hoàng thượng la nghệ thật phản đỗ như hối nói ra Trưởng Tôn Vô Kỵ mộng bức thêm ghen tị. Thì ra như vậy la nghệ muốn tạo phản sự tình, một đám người bọn ngươi đều biết, theo ta không biết. Ta không phải trong triều đệ nhất đại thần sao? Ta không phải đại cửu ngươi con sao? Cư nhiên gạt ta. Hồi cung. Lý Thế Dân vô cùng lo lắng trở lại ngự thư phòng, hạ lệnh đem trong triều trọng thần kêu đến. Không bao lâu, phòng Huyền Linh đổ như hối, trưởng Tôn Vô Kỵ, quý trì cung Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh, Lý Tĩnh, Lý Thế Tích. Văn võ trọng thần đều đến. Lý Thế Dân ngồi ở Long ỉ bên trên, suy nghĩ muôn vạn. La Nghệ tạo phản tin tức vừa tới trường An Thành, Trình Giảo Kim còn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Thúc bảo, chuyện gì a? À, đột nhiên kêu đến, ta đang ở nhà bên trong uống rượu đi. Trình Giảo Kim hôm nay lén lén lúc lúc cầm tiền để dành mua tô ngọc chế riêng độ cao rượu, đang uống cao hứng, lại bị thông báo vào cung đến. Địa điểm là ngự thư phòng, trình giáo kim biết có xảy ra chuyện lớn. Sự tình càng lớn, người biết càng ít, tham dự quyết sách người cũng càng ít. Đây chính là quan trường quy luật, rắm chuyện đại sự, mở đại hội. Chuyện thiên đại, mấy người quyết định xong, ngươi còn không biết rõ. La nghệ phản. Tần Quỳnh thấp giọng nói ra. Cái gì, la nghệ lão nhi phản. Trình giáo kim la hét, Lý Thế Dân bị Trình Giảo Kim nói cắt đứt suy nghĩ, ngẩng đầu lên, nhìn nhìn phòng huyền linh cùng đổ như hối, ba người tâm lý ăn ý. La Nghệ tạo phản chuyện này, Tô Ngọc ba ngày trước nói. Chính là, Lý Thế Dân ba người đem Tô Ngọc nói làm chê cười nghe xong. Các vị ái khanh, các ngươi đều biết, La Nghệ phản, các ngươi nói một chút, làm thế nào chứ? Lý Thế Dân trong lòng thầm nhũ. Tô Ngọc nói La Nghệ sau đó mình chết rồi, không dùng ra binh lời này đến cùng đáng tin không đáng tin cậy a à. vạn nhất nói sai rồi a à phi tô ngọc liền không để lỡ cái quái gì vậy vừa mới bắt đầu không tin hắn hiện tại toàn bộ ứng nghiệm tiểu tử này là thần tiên sao la nghệ chân trước tạo phản hắn chân sau cũng biết Hoàng thường la nghệ lão nhi cô phụ quốc ân giết hắn ta lão trình đánh trận đầu trình giáo kim hét lên cái khác võ tướng nhưng không nói lời nào lúc này đại đường vừa trải qua đại tai hơn nữa phải phòng bị đột quyết tập kích đặc biệt là la nghệ trong tay kỵ binh đều là tinh nhuệ nếu mà toàn lực đi về phía nam rất nhanh có thể đến trường an thành đáng sợ nhất là nếu mà la nghệ cùng đột quyết hiệt lợi cấu kết cùng nhau đi về phía nam tấn công lý thế dân suy nghĩ một chút tê cả da đầu một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chẳng với thể loại truyện mì ăn liền. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 17 Làm sao bây giờ? Tại sao không hỏi một chút hắn? Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hoàng thượng, chúng thần chỉ là nghe nói la nghệ phản, chuyện cụ thể còn không rõ ràng, kính xin hoàng thượng chỉ rõ chúng thần, vi thần cũng tốt bày mưu tính kế là hoàng bên trên phân ưu lý tĩnh nói ra vẫn là lý tĩnh đáng tin hỏi trước hiểu rõ xảy ra chuyện gì hiện tại mọi người mộng bức cũng biết la nghệ phản lúc nào phản vì sao tạo phản hiện tại đến chỗ nào binh mã bao nhiêu tốc độ hành quân những này cũng không biết hành quân đánh trận những thứ này là cơ bản nhất cũng là mấu chốt nhất tình báo lý thế dân đối với đỗ như hối nói ra thái quốc công ngươi là binh bộ thượng thư, ngươi lại nói đi. Đỗ như hối sầm mặt lại, buồn bực nói ra. La nghệ ba ngày trước bắt đầu tạo phản, nghe nói khởi binh mượn cớ là tần vương, nói. Nói hoàng thượng thí huynh bức phụ, đắc vị bất chính. Ba ngày trước. Không phải là tại tô ngọc trong nhà lúc uống rượu sao? Chẳng những nói đúng la nghệ tạo phản, liền thời gian đều đúng rồi. Lẽ nào hắn thật sự có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ? Phong Huyền Linh cùng đổ như hối kinh ngạc không chỉ là la nghệ phản, còn có la nghệ tạo phản mượn cớ. La nghệ nói Lý Thế Dân Thí Huynh bức phụ, đắc vị bất chính, đó chính là nói, la nghệ cùng Lý Thế Dân quả nhiên có đụng chạm. Tắm tắt. Chuyện này liền hai người bọn họ trọng thần cũng không biết, tại sao Tô Ngọc biết rõ. Ha, ta nói cái này la nghệ lão nhi, ngày thường nhìn đến đối với hoàng thượng rất cung kính, lại còn nói như vậy đánh trắm nói. Trình giáo kim mắng. Hoàng thượng, La Nghệ từ U Châu đem binh, tất nhiên qua Đông Đô Lạc Dương, thần mời phát trường An Chi binh hướng Lạc Dương ngăn cản. Lý Tĩnh nói ra. Theo lý thuyết, La Nghệ kỵ binh nhiều, có thể học hiệt lợi, từ trường An thành phía Bắc tấn công. Nhưng mà vị Thủy Chi Minh sau đó, Lý Thế Dân tăng cường phía Bắc phòng ngự, La Nghệ giỏi về dùng binh, chắc chắn sẽ không đi bắt lộ, tất nhiên từ Lạc Dương tấn công. Lý Tĩnh cùng trình giáo kim cho rằng muốn xuất binh bình loạn, mà trưởng tôn vô kỵ cùng đổ như hối một đám người chính là trầm mặt không nói lời nào. Lúc này trường an thành binh lực không đủ, la nghệ thủ hạ kỵ binh đều là tinh nhuệ. Nguyên bản lý thế dân chiêu an la nghệ, chính là vì mượn la nghệ chi thủ ngăn cản đột quyết binh phong. Ai có thể nghĩ ngược lại bị cắn một cái? Thật là suối quẩy. Chuyện này, còn để cho trẫm nghĩ lại. Lý Thế Dân nói ra. Lý Tĩnh rất kinh ngạc, loại này không quả quyết tuyệt không phải Lý Thế Dân tác phong. Dựa theo tính cách của hắn, gặp phải loại chuyện này nhất định sẽ xuất binh bình loạn. Năm đó Thái Nguyên khởi binh, Lý Nguyên là không dám, là Lý Thế Dân dùng kế buộc Lý Nguyên tạo phản. Về sau nữa, tấn công Trường An thành, bắt sống Tống lão sinh, đều là Lý Thế Dân dùng kỳ mưu, mỗi lần đều rất mạo hiểm, nhưng mà mỗi lần đều đường sống trong chỗ chết. Hôm nay quá khác thường. Hoàng thượng, lúc này không phải thời điểm do dự, kính xin thánh tài. Lý Tĩnh Thỉnh cầu nói. Lý Thế Dân biết rõ Lý Tĩnh suy nghĩ gì, vung vung tay nói ra. Các ngươi lui xuống trước đi, hình quốc công cùng thái quốc công lưu lại. Lý Tĩnh ngạc nhiên vô ngôn. La nghệ mưu phản, trọng đại như vậy sự tình, cương nhiên chỉ để lại phòng Huyền Linh cùng đổ như hối, bọn hắn những này võ tướng một cái không muốn. Đây là cái quỷ gì? Hoàng thượng. Quân cơ đại sự, chúng ta há có thể chẳng quan tâm a? À. Trưởng tôn vô kỵ không làm. Mới vừa nói la nghệ mưu phản, Lý Thế Dân cùng đổ như hối đều biết rõ, đem hắn chẳng hay biết gì. Hắn cảm giác mình thất sủng rồi. Triệu Quốc Công, ngươi lui xuống trước đi, trẫm cùng bọn họ hai cái thương nghị bên dưới. Lý Thế Dân hơi không vui. Trưởng tôn vô kỵ bộ dạng sợ hãi, tuy nói là anh vợ, có thể vua tôi khác biệt. Lý Thế Dân nổi giận, Long Nghịch Lân không thể chạm vào. Chúng thần lui ra, không dám nói gì. Ra ngự thư phòng, trưởng tôn vô kỵ chửi mắng phòng huyền linh đổ như hối tự ý sủng. Đứng hàng, từ lúc Thái Nguyên khởi binh, lần đó đại chiến không có chúng ta phần. Lần đó chúng ta không phải bày mưu tính kế quyết thắng thiên lý, hôm nay là nghệ tạo phản, chúng ta bị gạt bỏ tại ra, đây là lần đầu tiên. Trưởng tôn vô kỵ không cam lòng. Lý Tĩnh cùng từ thế tích cũng không cao hứng. Bọn hắn là đại đường coi trọng nhất võ tướng, đặc biệt là Lý Tĩnh. Không muốn đến như vậy thời khắc mấu chốt, hắn bị đuổi ra ngoài. Phòng mưu đổ đoạn, nhưng mà cuối cùng đánh trận còn phải dựa vào chúng ta, nếu là bọn họ thương lượng ra hảo phương pháp coi thôi đi. Nếu như ra ý đồ xấu, các vị tướng quân, đừng nói ta Lý Dược Sư bất tuân hoàng mệnh. Những người khác một cái ý nghĩ, đều là khó chịu trong ngự thư phòng, những người khác đi. Đỗ như hối lén lén lúc lúc đem cửa đóng chặt. Xác định ngoài cửa không có người nghe lén. Hoàng thượng, tô ngọc tiểu tử này quỷ thần khó lường a. À. Phong huyền linh tháng phục. Đúng vậy, ba ngày trước chúng ta uống rượu thời điểm, chúng ta còn coi hắn là làm chê cười. Đỗ như hối vỗ bắp đùi kinh hô. Ô kìa! Sớm biết ba ngày trước nên chuẩn bị thế nào đối phó La Nghệ, hôm nay đi đâu tập trung binh lực, thế nào ngăn cản a à? phòng huyền linh hô to hối hận lý thế dân nhìn đến phòng huyền linh hỏi hình quốc công ngươi ngày kia uống bao nhiêu À, không có bao nhiêu nửa vò rượu đi phòng huyền linh kỳ quái không phải đang nói la nghệ tạo phản sự tình sao làm sao đột nhiên hỏi tới uống bao nhiêu rượu tô ngọc liệt tử rất đắc cho dù là phòng huyền linh cũng mua không được bao nhiêu mấu chốt là Tô Ngọc Liệt tử hạn chế tiêu thụ, có đôi khi có tiền cũng mua không được. Cho nên phòng huyền linh lúc ấy uống nhiều mười mấy chén. Đỗ Như Hối khinh bỉ nói. Hình quốc công tử lượng quá kém, uống rượu không nhớ rõ Tô Ngọc nói qua cái gì. Lý Thế Dân khinh bỉ nói. Lúc ấy Tô Ngọc nói, La Nghệ muốn ngược lại, nhưng mà chúng ta không dùng ra binh, bởi vì La Nghệ không đến được trường An Thành, nửa đường mình chết. Phong Huyền Linh bất thình lình nhớ lại, vỗ đùi cười nói không sai vi thần nhớ ra rồi nhớ ra rồi thì ra là như vậy thì ra là như vậy vậy cũng đừng để ý đến hắn chờ đợi la nghệ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình nếu tô ngọc nói đúng la nghệ tạo phản như vậy la nghệ nửa đường mình chết sự tình khẳng định cũng là chính xác lý thế dân nói ra sách nếu mà tô ngọc nói tới chuẩn may mà vạn nhất nói đúng một nửa sau đó một nửa không đúng la nghệ đánh vào rồi trường an thành vậy thì phiền toái lý thế dân cũng không dám lấy chính mình giang sơn làm tiền đặt cuộc hắn nhất thiết phải không sơ hở tí nào đỗ như hối nói ra hoàng thượng chuyện này cũng đơn giản như thế nào nói mau lý thế dân hỏi đỗ như hối nói ra nếu tô ngọc nói đúng la nghệ tạo phản hắn còn nói la nghệ nửa đường mình chết nếu quả thật là dạng này, như vậy La Nghệ vì sao mà chết, lúc nào chết, hắn nhất định là biết. Chúng ta đi tô gia trang hỏi một chút liền có thể biết. Đúng, nếu mà hắn nói được, đó chính là thật. Nếu như hắn không nói ra được, đó chính là chuyện phím, chúng ta tụ hợp binh lực, chuẩn bị ngăn cản La Nghệ đại quân. Phong Huyền Linh nói ra. Lý Thế Dân suy tư chốc lát, nói ra. Đúng, kế này rất hay nếu như tô ngọc thật hiểu rõ la nghệ tất chết kia hắn chắc chắn biết lúc nào vì sao mà chết đúng là như vậy đỗ như hối nói ra việc này không nên chậm trễ đi nhanh lên lý thế dân gật đầu nói ba người lén lén lúc lúc lặng lẽ từ cửa sau cưỡi cử ngựa hướng tô gia trang đi lén lúc ra khỏi thành ai cũng không quấy rầy tô gia trang tô ngọc chính tại chọc tuyết cơ công tử đủ chưa a à? Tuyết cơ quá mệt mỏi, không được. Tuyết cơ làm nũng nói. Chưa đủ, tiếp tục nhảy, ngươi nhà đầu này chính tại thân thể lớn lên thời kỳ máu chốt, phải nhiều vận động. Tô Ngọc cười nói. Mời đọc, truyện hài hước. Nhảy. 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 Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 18 Nói nhanh lên một chút, trái tim không chịu nổi nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tô Gia Trang bên trong, Tô Ngọc đang ở nhà giám sát tuyết cơ tập luyện, nhà đầu này gần đây càng ngày càng lười, ít ỏi vận động. Nàng cái tuổi này là thân thể lớn lên thời khắc máu chốt. Tô Ngọc muốn để cho nàng biến thành da trắng mạo mỹ chân dài, cho nên mỗi ngày nhảy dây một giờ. Tuyết cơ cầm lấy sợi dây, nhảy thở hồng hộc, gò má đỏ ửng. Nhà đầu này, ánh sáng dài thịt đi tới, hơn nữa, chỉ lớn lên một khối địa phương thịt tuy nói dạng này cũng không tệ có thể trở thành mình nuôi lớn nha hoàng tô ngọc yêu cầu rất cao ánh sáng dài một địa phương thịt khẳng định không được dù sao tô ngọc yêu thích cũng không chỉ một cái kia địa phương từ đầu đến cuối đều muốn dùng công tử tuyết cơ phải mệt chết rồi dừng lại đi ta không được tuyết cơ nhảy bất động lại nhảy mấy cái kiên trì a à. Tô Ngọc nằm ở lắc lắc trên ghế giám sát Tuyết Cơ. Công tử, ta thật là đau à, đau. Tuyết Cơ làm nũng. Được rồi, hôm nay phần vận động đã đến giờ. Tô Ngọc cười nói. Tuyết Cơ ướt mồ hôi, lập tức vào phòng tắm đi. Tuyết Cơ mới vừa đi, Lão Trần tiến vào, cử Lý Thế Dân đưa kia cuốn tuyệt ảnh. Thật đừng nói, BMW xứng đôi anh hùng. Lão Trần mặc dù chỉ là giáo úy, có thể võ nghệ rất tốt cửu tuyệt ảnh có anh hùng chi khí công tử lý trưởng quỷ đến lão trần tâm tình không tệ tô ngọc hừ lạnh nói lão trần ngươi thật là bắt người tay ngắn cưỡi lão lý cho tuyệt ảnh ngươi giọng điều này đều thay đổi âu yếm đâu có đâu có lý trưởng quỷ đem tuyệt ảnh đưa cho công tử công tử lại ban thưởng cho ta đây là công tử nhân tình cùng lý trưởng quỷ không sao lão Trần ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại cảm kích. Hắn là tùy triều giáo úy, biết rõ ngựa gì tốt. Đây cuốn tuyệt ảnh, trong một vạn không có một tuấn mã. Tô Ngọc không muốn, lão Trần nhặt được cái đại tiện nghi. Để bọn hắn vào đi, dẫu gì là huynh đệ kết nghĩa. Lần trước uống rượu, Lý Thế Dân uống nhiều rồi, cùng Tô Ngọc bái bả tử. Lý Thế Dân ba người cưỡi ngựa vào trang con, nhìn thấy lão Trần cưỡi tuyệt ảnh, lão trần đây là trẫm thật là ta đưa cho hiền đệ ngựa tại sao tại ngươi tại đây lý thế dân hỏi lão trần cười nói công tử nói con ngựa này quá bình thường rồi cho ta làm tọa kỵ phốc cái này còn một dạng vì mua đây cuốn tuyệt ảnh lý thế dân bị ngụy chinh hận được thẳng mắng ngụy chinh là điền xá ông tô ngọc lại còn nói rất bình thường mà thôi Tô Ngọc Tiểu Tử này từ trước đến giờ nhãn giới cao, coi thường cũng bình thường. Hiền đệ người đâu? Lý Thế Dân hỏi. Chính tại trong phòng tắm nắng đi. Lão Trần chỉ chỉ căn phòng, mình dắt ngựa đi trong đi tới. Lý Thế Dân ba người buộc ngựa đi vào căn phòng. Lão Lý, hôm nay làm sao rảnh rỗi a? À? Tô Ngọc nằm ở lắc lắc trên ghế không đứng lên. Lý Thế Dân không ngại, phòng huyền linh cùng đổ như hối cũng quen rồi mình kéo ghế ngồi xuống hiền đệ thật là thần cơ diệu toán quỷ thần khó lường a à, la nghệ cái kia lão tiểu tử thật phản lý thế dân đè nén nội tâm làm bộ bình tĩnh phong huyền linh cùng đổ như hối trong bụng có mười vạn cái vì sao nhưng mà bọn hắn không thể lên tiếng nếu không lộ tẩy a à, nga liền chuyện này a à, không có gì hiếm lạ tô ngọc nhắm mắt lại phơi đầu mùa xuân thái dương ấm áp Lý Thế Dân dời một chút ghế, tới gần Tô Ngọc. Hiền đệ, ngươi là không biết a, à, hôm nay triều đình trên dưới loạn thành một bầy, đều ở đây vi yếu không muốn xảy ra binh tranh chấp không ngừng. Lý Nhị người kia đang nhức đầu đi. Lý Thế Dân nói đến, Lý Nhị, hai chữ, vô cùng thuận miệng, há mồm liền đến, phản phất không phải nói mình. Phong Huyền Linh cùng đổ như hối hô to bội phục. Tô Ngọc cười nói. Lão Lý, ta không phải đã nói với ngươi nha, la nghệ đánh không đến trường an thành nửa đường mình chết không cần phải gấp gáp a à, không gấp nghe đến đó lý thế dân thở phào nhẹ nhõm lần trước lúc uống rượu nói qua một lần lần này xem như lần nữa xác nhận lý thế dân giao trái tim thả trong bụng tô công tử kia la nghệ chết ở nơi nào sao khi nào chết có thể nói biết sao đỗ như hối hỏi tô ngọc cười nói đỗ kế toán Ngươi quan tâm cái này làm gì nha? Ngược lại La Nghệ chết rồi, Triều Đình không đánh ỉ vào, ngươi đừng nghĩ phát quốc nạn tài sản. Đỗ Như hối vội vàng giải thích. Hiếu kỳ mà thôi, hiếu kỳ. Phong Huyền Linh cười hắc hắc nói. Chúng ta những thương nhân này a, à, liền thích tụ tập một chỗ thổi một ngưu cái gì? Ngài là không biết a, à, La Nghệ tạo phản tin tức đến Trường An thành, những cái kia lương thương đều đến kéo ngé con. Chúng ta nói cho hắn biết la nghệ nửa đường chết rồi cái này ý vào không đánh nổi chính là không ai tin còn nói chúng ta nói hưu nói vượng tức chết ta rồi lý thế dân cảm giác phòng huyền linh đầu óc rất tốt xứ nói dối thực quá thật tô ngọc lắc 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 ghế chậm rãi nói ra la nghệ tạo phản nhưng mà u châu quan lại cũng không muốn ngược lại ta mà tính tính thời gian a à. tô ngọc bóp đầu ngón tay tính thời gian cùng thầy tướng số giống nhau như đúc chính là cái thần côn. Tính thời gian A, U Châu Triệu Từ Hạo cùng thống quân Dương Ngập chính tại mưu đồ bí mật giết trừ La Nghệ. Nghe đến đó, Lý Thế Dân đại hỉ. Nguyên lai là bị hai người kia giết, hai cái này là Lý Thế Dân nằm vùng tại U Châu Trạm Gác Ngầm, không muốn đến vào lúc này phát huy tác dụng. Bất quá, bọn hắn sự tình bại lộ rồi, Triệu Từ Hạo phải bị bắt lấy. Tô Ngọc chậm rãi nói. Bị bắt. Kia xong đời nội tuyến bị trừ bỏ. Lý Thế Dân vốn là hết sức phấn khởi, nghe nói sự tình bại lộ, nhất thời lòng như trâu nguội. Phong huyền linh cùng đổ như hối giống như quả cầu da xì hơi. Bất quá. Tô Ngọc lại nói. Lý Thế Dân kéo Tô Ngọc tay, nói ra. Hiền đệ a, à, ngươi có chuyện một lần nói xong có được hay không, ngươi đây công queo uống lượng tự thuật thủ pháp, lão ca tim ta không chịu nổi a. À. Lý Thế Dân bị Tô Ngọc Nhất thời kinh hải thuyết pháp bị dọa sợ đến lát nữa cao hứng đến cửu thiên bên trên, lát nữa thấp đến dưới cửu tuyền, tâm tình xe cáp treo. Mẹ nó đây, quá kích thích, trái tim muốn nổ tung. Bình tĩnh, bình tĩnh, chuyện này đều là lý nhị, với ngươi không quan hệ. Tô Ngọc cười nói. Lý Thế Dân nội tâm. Chính là cùng ta có quan hệ a à? Phong Huyền Linh hỏi. Sau đó thì sao? Triệu Từ Hào tuy rằng bị bắt, nhưng mà Dương Ngập đến lúc đó ở ngoài thành phát giác có biến hóa, trong tay hắn vừa vặn có binh, hắn sẽ mang binh tấn công La Nghệ. La Nghệ đại bại, vứt bỏ thê tử con gái, dẫn dắt mấy trăm tên kỵ binh chạy trốn đột quyết. Đến Ninh Châu biên giới, trải qua ô thị trạm dịch thì, đi theo người từng bước chạy tứ tán, kỳ tả hữu trạm sát La Nghệ, đem hắn đầu người đưa đến trường An Thành, liền dạng này, toàn kịch chung. Tô Ngọc một lần nói xong, đỡ phải ba người bọn hắn ông xong. Lý Thế Dân ba người kinh ngạc, cảm giác Tô Ngọc đang nói thiên thư một dạng. Lúc này, Triệu Từ Hào cùng Dương Ngập còn đang mưu đồ bí mật, mà Tô Ngọc đã biết tương lai sắp phát sinh tất cả. Mẹ nó đây. Không đúng sao Tô Công Tử, La Nghệ Anh Dũng Thiện Chiến, Thủ Hạ Yến Vân Thập Bác Kỵ càng là quỷ mị một dạng, Dương Ngập binh lực có thể đem La Nghệ giết bại. Đỗ Như Hối nói ra, dương ngập cái người này tuy rằng không biết nhưng mà la nghệ hắn biết rõ hung tàn dị thường làm sao có thể bị đánh bại dễ dàng đỗ kế toán a người có sai lầm ngựa có thất đề la nghệ tàn nhẫn quy tàn nhẫn nhưng mà cũng có thất sách thời điểm ngược lại sự tình liền dạng này các ngươi nha đừng nghĩ tích trữ lương thực kiếm tiền cuộc chiến này không đánh nổi tô ngọc duỗi người một cái ngáp xuân khốn thu phạp hạ đã truân mùa xuân ngủ thích hợp nhất Tô Ngọc xoay người, ngủ thiếp. Lý Thế Dân cơ bản tin. Dương Ngập cùng Triệu Từ Hạo là Lý Thế Dân cùng đổ như hối nằm vùng tại U Châu Đinh, chỉ có hai người bọn họ biết rõ. Tô Ngọc có thể nói ra hai người bọn họ danh tự, nói rõ hắn xác thực tính ra la nghệ tất bại, tuyệt không phải hồ ngôn loạn ngữ. Tô Ngọc a à Tô Ngọc, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại Lý Thế Dân trong mắt, Tô Ngọc nghiễm nhiên thành thần. Đa tạ các vị cổ động đọc sách tác giả nỗ lực sáng tác, bảo đảm không đứt chương. Đầu có thể rơi, tác phẩm không thể ngừng. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chẳng với thể loại truyện mì ăn liền. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 19 Đi bình loạn, chỉ các ngươi hai cái. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tuyết cơ từ căn phòng đi ra, tắm nước nóng, đổi xong y phục, nhìn thấy Tô Ngọc nằm ở lắc lắc trên ghế ngủ thiếp, lập tức cầm lên thảm cho Tô Ngọc đổ lên. Sau đó khéo léo ngồi xuống, cho Tô Ngọc nhẹ nhàng đấm chân bóp chân. Lý trưởng quỷ, công tử hôm nay mệt mỏi, các ngươi trở về đi, liền không lưu các ngươi ăn cơm. Tuyết cơ nói ra. Theo lý thuyết, tuyết cơ chỉ là một cái nô tỳ, lại dám dạng này đối với Lý Thế Dân nói chuyện, chém ngang hông đều không quá lắm. Nhưng mà, tuyết cơ là Tô Ngọc Nô Tỳ, Lý Thế Dân cũng phải cấp mặt mũi. Được, hôm nay không quấy rầy, ngày khác trở lại. Thầy ta cảm ơn hiền đệ. Lý Thế Dân rón rén ra căn phòng, mang theo phòng huyền linh cùng đổ như hối rời khỏi. Ra tô gia trang, phòng huyền linh không nhịn được hỏi. Hoàng thượng, lúc nãy tô công tử nói, vi thần tỉ mỉ suy nghĩ một chút, quá mức lạ lùng, không đáng tin. Cái này triệu từ hào cùng thống quân dương ngập, phòng huyền linh chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa, nếu mà hai người bọn họ còn đang mưu đồ bí mật tru diệt la nghệ, tại sao Tô Ngọc có thể biết rõ? Liên tính giống như lần trước, hắn thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, vậy cũng không thể nào tính ra phía sau sẽ phát sinh cái gì. Lẽ nào biết trước? Quá xé. Lý Thế Dân vung vung tay, nói ra. Hình quốc công, ngươi có chỗ không biết, kia triệu từ hạo cùng thống quân dương ngập là ta theo thái quốc công nằm vùng đến U Châu. Lúc ấy La Nghệ cùng Lý Kiến Thành là vây cánh, ta vì hỏi dò tin tức, mới an bài như vậy. Sau đó Lý Kiến Thành bị xử tử, La Nghệ tuy rằng quy hàng rồi, nhưng mà ta sợ hắn có dị tâm, thì đem bọn hắn để lại. Không muốn đến lúc này phát huy tác dụng. Chuyện này chỉ có ta cùng Thái Quốc công biết rõ, tuyệt không người thứ ba biết rõ. Tô Ngọc có thể nói ra những này, trẫm tin hắn. Đỗ Như Hối nói ra. Xác thực như thế, hình quốc công không nên cảm thấy chúng ta không nói cho ngươi, giữa người, tử địa, người biết càng ít càng tốt. Gián điệp bình thường đều là đang tuyến liên hệ, vì bảo mật. Ta mặc dù không phải võ tướng, tôn tử binh pháp, ta cũng là độc thuộc, ta biết. Phong Huyền Linh nói ra. Ngoài miệng nói như vậy, phòng huyền linh trong lòng vẫn là có ý kiến cảm giác mình so sánh đổ như hối không lên được rồi hồi cung đi lý thế dân đột nhiên ngựa chiến nhẹ móng tâm tình sảng khoái vô cùng không giống lúc đến trầm trọng như vậy nếu la nghệ phải bị triệu từ hạo cùng thống quân dương ngập trảm sát vậy liền không nóng nảy từ từ đi để cho mũi tên bay lát nữa trở lại thái cực điện bên trong ầm ầm loạn làm một phiến lý tỉnh cùng trình giáo kim Trưởng Tôn Vô Kỵ, Lý Hiếu Cung, Quý Trì Cung đám người ngăn ở lối vào, đòi hỏi muốn gặp Hoàng thượng, nói muốn xuất binh bình loạn. Hoàng hậu cản trở bọn hắn, nói chuyện này không gấp. Hoàng hậu nương nương, la nghệ kiêu dũng, U Châu Binh đều là tinh nhuệ, nếu mà toàn bộ xuống Nam, trường An Lâm Nguy. Lý Tĩnh nói ra. Đúng vậy mũi Tử, ngươi cũng đi theo Hoàng thượng Nam Chinh Bắc chiến, biết rõ la nghệ lợi hại, làm sao có thể nói chuyện này không gấp đi trưởng tôn vô kỵ hét lên hoàng hậu thật muốn hét lớn một tiếng đều cho lão nương im lặng tô ngọc nói la nghệ nửa đường mình chết cho nên chuyện này không gấp nhưng mà nàng không thể nói như vậy tô ngọc chính là đại đường vũ khí bí mật tuyệt đối không thể bại lộ hơn nữa chuyện này quá lạ lùng lẽ nào nói cho bọn hắn biết la nghệ còn đang u châu mưu đồ bí mật tô ngọc đã tính ra hắn muốn nửa đường chết chính là bị người xem như kẻ điên nương nương, hoàng thượng là không phải không tại trong cung. Trình giáo kim hỏi. Hắn gia hỏa này thoạt nhìn cao lớn thô kệch, kỳ thực trong thô có tinh tế, phát giác có cái gì không đúng. Hoàng hậu một mực nói lý thế dân trong phòng cùng đổ như hối, phòng huyền linh thương nghị, lại nghe không đến động tĩnh gì. Hơn nữa không để cho bọn hắn vào trong. Đây quá kỳ quái. Ở đây, nguy cấp như vậy, hoàng thượng sao lại không tại trong cung? chính đang thương nghị, lập tức liền tốt. Hoàng hậu nói ra. La nghệ tạo phản, trường an chấn động, hoàng hậu không phải sợ những này võ tướng nháo sự, mà là sợ lý kiến thành dư đảng nghe tin lập tức hành động. Cho nên ngăn ở lối vào. Hoàng thượng, chúng ta muốn xuất binh, ta lão trình muốn đánh trận. Trình giáo kim căn bản không tin, la hét nói. Tuy nói trình giáo kim người này mặt ngoài thiết ngu ngơ, nhưng trong bụng tất cả đều là lanh lợi nếu mà hoàng thượng ở bên trong thương nghị quân cơ đại sự, hoàng hậu không nên xuất hiện tại tại đây, cho nên nhất định là có quỷ. Một tiếng cọt kẹt. Ngự thư phòng môn mở ra, Lý Thế Dân vẻ mặt tươi cười mà đi đi ra, đi theo phía sau phòng huyền linh cùng đổ như hối, thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Chẳng lẽ là thương lượng ra đối sách sao? Trình giảo kim cúi đầu nhìn thoáng qua dậy của bọn hắn, có buồn. Người hoàng thượng này, lén lút cùng hai cái này lão đầu nát rượu làm sự tình, có thể lừa gạt được người khác, không lừa được ta lão trình. Chính là không biết hoàng thượng trong hồ lô muốn làm cái gì. Các vị ái khanh chớ ôn ào, cùng ta vào đi. Lý Thế Dân hơi cười nói. Hoàng hậu vừa mới tiến vào ngự thư phòng nhìn, xác thực không có ai, nàng đoán được Lý Thế Dân khẳng định đi tìm Tô Ngọc thương nghị. Xem ra Tô Ngọc cho diệu kế cẩm nang. Các vị đại nhân, vào đi thôi, ta một cái phụ đạo nhân gia liền không vào, đỡ phải còn nói ta hậu cung tham gia vào chính sự. Hoàng hậu cười hiếp mắt đi. Trình giảo kim càng thêm hoài nghi. Vừa mới hoàng hậu nương nương có vẻ lo lắng, lúc này lại tâm tình thật tốt, có gì đó quái lạ, bọn hắn đang len lén làm sự tình, còn gạt ta lão trình. Vào ngự thư phòng, Lý Thế Dân ngồi ở, phòng huyền linh cùng đổ như hối đứng tại hai bên trưởng tôn vô kỵ cùng trình giảo kim bọn họ đứng thành hai hàng. Hoàng thượng, la nghệ tạo phản, thần mời xuất binh bình loạn. Trưởng tôn vô kỵ nói ra. Thần tán thành. Quý trì cung đi ra nói ra. Trình giảo kim vừa mới la hét muốn xuất binh, lúc này lại khoanh tay đứng nhìn không nói lời nào. Hắc hắc, tình huống có biến, ta lão trình không mắc lừa, để bọn hắn đi trước. Lý Thế Dân vỗ bàn đứng dậy, chỉ đến trưởng tôn vô kỵ cùng úy trì cung quát to được nói thật hay liền do hai vị ái khanh đi tới bình loạn đây nhất thời kinh hãi đem những người khác dọa cho giật mình hoàng thượng từ trước đến giờ trì trọng tại sao lần này bậc này khuếch đại chẳng lẽ là la nghệ tạo phản sự tình hù dọa cũng phải a à, u châu binh nếu mà xúc động bắt cảnh trống rỗng đột quyết khả năng thừa cơ mà vào đại đường lâm nguy lý tĩnh muốn an ủi lý thế dân để cho hắn ổn định đừng hoảng hốt trưởng tôn vô kỵ đại hỷ hoàng thượng anh minh mời ban lão thần binh phù ta cùng úy trì kính đức hai người dẫn dắt trường an binh mã sẽ gặp lại hợp lạc dương thủ quân còn có thể nhất chiến lý thế dân ngồi xuống hơi cười nói binh mã cái này không có hai người các ngươi đi là được rồi hai người đi bình định la nghệ phản loạn hoàng thượng ngươi đây là tới khôi hài sao? Phong huyền linh cùng đổ như hối cúi đầu cười thầm. Trình giảo kim kê tặc. Thật may ta lão trình cơ trí, vừa mới ta nếu như nói chuyện, chịu chết chính là ta lão trình. Đây. Hoàng thượng, lúc này không phải trò đùa thời điểm. Trưởng tôn vô kỵ kinh hải, cho là mình ngày thường uy danh quá cao, lý thế dân muốn mượn cơ hội diệt trừ mình cái này anh vợ. Quý trì cung kinh ngạc. Hoàng thượng, liền tính ta quý trì cung ba đầu sáu tay, cũng không khả năng một người ngăn cản thiên quân vạn mã nha. Thần đến cùng làm sai chỗ nào? Quý trì cung có ý tứ là Ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi, muốn mượn la nghệ đau giết ta. Lý Thế Dân hơi cười nói Hai vị ái khanh không cần đa nghi, các ngươi đi được rồi. Mời đọc, truyện hài hước. Nhảy, nhảy, nhảy. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 20 Lên đường đi, hoàng mệnh không thể trái. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. La nghệ ủng binh mấy chục vạn, bản nhân năng chinh thiện chiến, nổi danh hung tàn, nếu không tùy dương đế cũng sẽ không để cho hắn trấn thủ U Châu. Phải biết U Châu chỗ đó chính là trực tiếp cùng đột quyết đối trận tiền tuyến, không phải hãng tướng không thể đảm nhiệm. Quý trì cung tuy rằng lợi hại, cùng La Nghệ đơn đấu, nói không chừng còn muốn bị treo lên đánh. Để cho hắn cùng trưởng tôn vô kỵ hai người đi đối phó thiên quân vạn mã, đây không phải là đem bọn họ hướng trong hố lửa đẩy sao. Hoàng thượng, triệu quốc công cùng ngạc quốc công chính là trụ cột quốc gia, không thể đưa vào miệng hùng. Ngụy Chinh đi tới trước khuyên can. Lý Thế Dân kinh sợ, cái này điền xá ông khi nào lẫn vào đến. Ngụy Chinh đi ra, trưởng tôn vô kỵ cùng úy trì cung cảm giác mình được cứu rồi lúc này chỉ có ngụy chinh khuyên được lý thế dân ngày thường lý thế dân phạm là có một chút chuyện khác người tình ngụy chinh liền sẽ bắt không thả làm hành động lớn a à, nói hắn không phải hiền chủ minh quân hôm nay nói như thế hoang đường ngụy chinh há sẽ bỏ qua mời hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra nhanh chóng tụ họp binh lực chống đỡ phản tặc la nghệ ngụy chinh nghĩa chính nghiêm từ thanh sắc câu lệ chúng thần thay trưởng tôn vô kỵ cùng úy trì cung lau mồ hôi một cái, nếu không có ngụy chinh ở đây, bọn hắn mạng nhỏ đáng lo. Phong huyền linh đứng tại lý thế dân bên cạnh, đối với ngụy chinh nháy nháy mắt, tỏ ý hắn đi ra, không nên dính vào. Ngụy chinh cao ngạo, làm bộ không nhìn thấy, mũi hướng về phía lý thế dân. Quốc nạn ngay đầu, hoàng thượng lại lên mặt thần tính mạng đùa, này không phải minh quân tạo nên. Đến rồi đến rồi, hắn đến, hắn vừa nói minh quân hiền chủ trì đến lý thế dân hơi lùi ra sau nụ cười từng bước được phách lối ruộng đất và nhà cửa trịnh quốc công ngươi nói một chút trẫm thế nào lại không hiền sao lý thế dân nhéo một cái chồng râu của mình khí định thần nhàn cái này điền xá ông ngày thường hắn chiếm đạo lý trẫm không tốt cùng hắn tính toán hôm nay trẫm có tô ngọc diệu kế cẩm nang phải thật tốt xuyến hắn một cái mới được hoàng thượng La Nghệ ủng binh mấy chục vạn, thủ hạ chiến tướng rất nhiều, người này bản thân cũng là hãng tướng, ngài để cho triệu quốc công cùng ngạc quốc công chỉ đi một mình, đây là mượn đao giết người, sợ rằng hậu thế phải nói hoàng thượng cùng Việt vương câu tiễn, hãng cao tổ lưu ban một dạng, chỉ có thể tổng cộng khổ, không thể cùng cam, thỏ không chết chó săn nấu, chim bay hết lương cung giấu. Ngụy Chinh nói tới nghĩa chính từ nghiêm, hùng hổ dọa người. Lý Thế Dân chậm rãi cười nói, Điền xá ông cũng biết quân quốc sự tình ư. Ngụy Chinh nội tâm. Mờ mờ thờ, dám nói lão tử không hiểu. Hoàng thượng, Ngụy Đại Nhân nói thật phải, xin nhanh chóng đem binh, trì hoãn không được. Lý Tĩnh nói ra. Đại đường chiến thần nói chuyện, những người khác phụ họa. Lý Thế Dân đột nhiên làm mặt lạnh đến, để vương khí thế trong nháy mắt mạnh nổ, đứng dậy nói ra. Trẩm mình quyết đoán, triệu quốc công, ngạc quốc công tiếp chỉ hoàng đế nổi giận, giống như lôi đình vạn quân, ai có thể chiết được. Ngụy Chinh dám càng rỡ như vậy, đó là bởi vì Lý Thế Dân nguyện ý nghe, đặt ở tùy dương đế thời kỳ, hắn dám nói. Lý Thế Dân nổi giận, Ngụy Chinh cúi đầu thừa nhận. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng úy trì cung không người tiếp chỉ. Thần tiếp chỉ. Đến hai người các ngươi lập tức đi tới U Châu, bình định la nghệ phản loạn, đón lấy U Châu sau đó, hợp nhất la nghệ thủ hạ kỵ binh trấn an bách tính, không được sai lầm. Lý Thế Dân mặt lạnh nói ra, một bộ không thể phạm đế vương chi khí, áp tới chúng thần không thở nổi. Phong huyền linh cùng đổ như hối trố mắt nhìn nhau. Những người này, không hiểu chuyện, tìm mắng. Thần, tiếp chỉ. Trưởng tôn vô kỵ cùng úy trì cung cảm giác mình bị kêu án tử hình. Lui ra đi. Mọi người rời khỏi ngự thư phòng trưởng tôn vô kỵ cùng úy trì cung lôi kéo hai chân, dãy dụa ra thừa thiên môn, mọi người ném đi đưa tiện ánh mắt. Triệu quốc công, nếu không tìm hoàng hậu nương nương suy nghĩ một chút phương pháp, dù sao cũng là thân huynh muội. Ngụy Chinh nói ra. Trưởng tôn vô kỵ lắc đầu nói ra. Quân muốn thần chết, thần không thế không chết. Hoàng mệnh như núi, ai dám chống lại, cho dù là muội tử, cũng không thể. Quý trì cung thở dài nói vua tôi cuối cùng là vô pháp chết già các vị bảo trọng chúng ta đi hai người cưỡi ngựa liền hai kẻ như vậy lên đường ngay cả một phục vụ cũng không kịp mang mọi người thấy bọn hắn rời đi bóng lưng cảm giác đau lòng bọn hắn đi tiếp theo cái sẽ là ai chứ mọi người thở dài mà tán các vị đại thần đi hoàng hậu vào ngự thư phòng hoàng thượng tô ngọc tính được la nghệ tất chết ngày đó lý thế dân ba người uống say hoàng hậu không có say tô ngọc nói mỗi câu bên tai đúng tô ngọc nói như vậy bơ la la cho nên trẫm để cho triệu quốc công cùng ngạc quốc công hai người chỉ đi một mình xem bọn hắn cái dáng vẻ kia bị dọa sợ đến mặt đều đen rồi lý thế dân cười ha ha tại đại thần trước mặt xuất sắc một thanh cảm giác thật là sảng khoái hoàng thượng cảm giác ngươi đi theo tô ngọc học nghịch ngợm hoàng hậu cười nói đúng rồi ngày mai đi xem một chút lưỡi cày phổ biến rộng rãi thế nào vật này có thể đề cao thật lớn năng lực sản xuất phải nhanh phổ biến rộng rãi phải sắc trời đã tối mỗi người nghỉ ngơi không nói ngày thứ hai dậy lý thế dân mang theo hoàng hậu đến công bộ từ thị lan chính tại bận rộn tham kiến ngô hoàng vạn tuế nương nương ngàn tuổi từ thị lan thấy lý thế dân đến vội vàng tới gặp từ thị lan lưỡi cày ở đâu chút địa phương dùng lý thế dân muốn nhìn một chút hiệu quả hồi hoàng thượng mà nói vạn năm huyện cùng lam điền huyện đã phổ biến rộng rãi bách tính đều nói hoàng thượng thánh đức so sánh thẳng viên cày tốt dùng từ thị lan trả lời đi đi xem một chút lý thế dân cưỡi ngựa mang theo công bộ người tới lam điền huyện lúc này xuân canh đang bề bộn đi tại trong ruộng nông dân đuổi trâu cày dùng lưỡi cày xới đất mùa đông trùng tu đập chứa nước bắt đầu nhường bảo đảm xuân canh thật may tô ngọc tiểu tử này ra lấy công cứu tế mưu ma trước quỷ nếu không năm nay xuân canh phải phế Rồi vung lên trâu cày kéo lưỡi cày chạy thật nhanh không giống thẳng viên cày phí sức quan âm tỳ ngươi nói con trâu kia dưới thịt nồi lẩu như thế nào lý thế dân nói ra từ thị lan nghe sửng sốt một chút hoàng thượng ngài nói cái gì hoàng hậu xé lý thế dân một cái, nói ra. Hoàng thượng nói con trâu kia xuống đất làm việc thế nào, nô tỳ cảm thấy rất tốt, so sánh lúc trước tiết kiệm sức lực. Lý thế dân ho khan hai tiếng. Đúng, trẫm chính là hỏi cái này. Từ trong ruộng trở về, hoàng hậu thấp giọng nói ra. Hoàng thượng, ngài đây là tại tô gia trang ăn thịt bò ghiền, ngay trước đại thần mặt nói cái này. Lý Thế Dân cười nói còn không phải tô ngọc tiểu tử kia đem cẩm làm hư, ngươi đừng nói, bò của hắn thịt nội lẩu thật không tệ. Cũng không phải sao, nô tỳ cũng sàm. Hoàng hậu cười nói. Lúc nào đi một chuyến nữa, sợ ngừng lại là ngừng lại. Lý Thế Dân nói ra. Hai người nói nhỏ nói trên đường, từ thị lan ở sau lưng đi theo, nghe chỉ tốt ở bề ngoài, thật giống như cái gì thịt bò, nồi gì. Thị lan đại nhân, hoàng thượng đang nói gì đấy. Người thủ hạ hỏi. Lớn mật, dám nghe lén hoàng thượng mà nói, nhắm lại lỗ tai. Từ thị lan thấp giọng khiển trách. Cấp dưới mau ngậm miệng, không còn dám hỏi. Trưởng tôn vô kỵ cùng úy trì cung sau khi đi trong vòng vài ngày, đại thần trong triều câm như hến, sợ bị Lý Thế Dân đưa về U Châu lấy một địch vạn. Thẳng đến. Mời đọc, truyện hài hước. Nhảy. Nhảy. Nhảy tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả